Chương 851 Luân Châu có lòng ấp ủ. Mặc dù mọi người đều khó hiểu, nhưng pháp M cũng đã lên tiếng, nên họ không dám cãi lại. Chỉ đành hậm hực cam giận Đường Tuấn, lần lượt rời đi. Đêm đó, Đường Tuấn được sắp xếp trong một căn phòng ở chùa Bái Đính. Chỗ này nằm trong một góc vô cùng hẻo lánh của chùa, có vẻ hòa thượng nơi đây muốn dùng cách này để cho thấy sự ghét bỏ đối với Đường Tuấn. Nhưng anh cũng không để ý, vẫn thành thơi ăn cơm chùa xong bèn trở về phòng nghỉ ngơi. Không được, tuyệt đối không được, sư huynh, không thể để cậu ta vào động bích ngọc quan sát di hài của tổ sư được. Lỡ cậu ta thật sự hiểu được gì thì chẳng phải mọi cố gắng 300 năm qua của chúng ta đều đổ sông đổ biển sao. Trong điện giới luật viện, phù hưng gần như là hét lên những lời này. Luân Châu đứng cạnh, mím chặt môi, siết chặt nắm tay. Tuy anh ta không nói câu nào, nhưng đã tỏ rõ thái độ của mình. Muốn đánh thì đánh. Pháp âm ngồi trên cái đệm cói trong biện thờ, ngẩng đầu nhìn bức tượng Phật mã vàng bên trên, lẩm bẩm, chùa Bái Đính chúng ta coi xử quyết ngoại xâm, càn quét yêu mà là nhiệm vụ của mình. Nhưng đến giờ đã gần 300 năm chưa từng nghe thấy tiếng tăm của chùa Bái Đính, ta thẹn với tổ sư. Phù Hưng ngẩn ra, trong lòng hơi chua xót. Sau thời huy hoàng của Hàn Nhật Long vào 300 năm trước, chùa Bái Đính bị bắt đóng cửa gần 10 năm, rồi sau đó không còn thế hệ xuất sắc xuất hiện nữa. Mấy năm nay người trong giới võ thuật nhắc tới chùa Bái Đính đều liên quan tới Hàn Nhật Long và chẳng còn kính trọng gì nữa. Giống như chùa Bái Đính mà không có Hàn Nhật Long thì chẳng còn là chùa Bái Đính. Pháp âm, Phù Hưng và những hòa thượng thuộc thế hệ trước biết rất rõ tình trạng ấy. Cho nên, Phù Hưng mới có thể sốt ruột giành lấy quả xích viêm, mới có chuyện thiên tài như Đại sư Huynh Luân Châu Du Du trong chùa không bước ra ngoài. Bọn họ đều muốn không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì phải chấn động người đời. Pháp âm đứng dậy, bàn tay gầy đét vỗ vỗ cái đầu bóng lưỡng của Luân Châu, nói chắc trong lòng con rất hận người thầy như ta, vì đã cất giấu con cả hơn 20 năm. Luân Châu không đáp, dường như đồng ý với lời nói ấy. Anh ta quả thực hận, tuy chùa bái đính bồi dưỡng anh ta, nhưng lại ràng buộc sự tự do. Anh ta nhận được mọi truyền thừa vào 300 năm trước của Hàn Nhật Long thì đáng lẽ phải đánh đầu thắng đó, chịu người đời sùng bái như ông ta dựa vào cái gì lại tuổi hơn ở trong ngôi chùa đổ nát núi sâu rừng già không ai biết đến này dựa vào cái gì đám trương tính hòa có thể nổi tiếng trong giới võ thuật mà anh ta lại chẳng có tiếng tăm gì chỉ có thể được nhắc đến trong miệng những sư đệ trong chùa trong lòng anh ta có rất nhiều khó chịu nhưng những câu hỏi ấy lại không lời giải đáp vì vậy chùa bái đính và pháp em mờ thầy của anh ta bèn trở thành đối tượng bị luân châu căm hận luân châu có lòng ấp ủ lòng ấp ủ ấy không phải phục hưng chùa bái đính, mà là giống như Hàn Nhật Long, muốn đánh đầu thắng đó, không người địch lại. Anh ta cho rằng chỉ cần mình làm tốt hơn Hàn Nhật Long thì chùa bái đính cũng có thể thơm lây, cũng coi như một loại phục hưng. Ta không trách con, ánh mắt Pháp âm toát lên vẻ cưng chiều, tựa như một người bố đang nhìn đứa con trai của mình, bình tĩnh nói, ban đầu, ta nghĩ rằng con phải giấu mình thêm vài năm nữa, ta lại thẹn với con thêm vài năm. Nhưng giờ đạo thể đến, có lẽ chính là một cơ hội. Chương 852 người đến là Phù Hưng. Động Bích Ngọc là nơi mất của các thế hệ trụ trì chùa Bái Đính, là một vùng đất thiêng liêng, có thể trấn áp mọi thứ. Chỉ cần đạo thể tiến vào thì sự sống chết của cậu ta sẽ nằm trong tay chúng ta. Pháp M bỗng nhiên liếc nhìn Luân Châu rồi nói, đến lúc đó, chúng ta có thể dùng máu của cậu ta tạo ra một cơ thể đạo thể, còn là đạo thể đã bước vào cảnh giới thần hải. Trong lòng Phù Hưng hết sức kinh ngạc. Lập tức hiểu được pháp M định làm gì. Ông ta do dự một lát, rồi nói, "Lỡ cậu ta đập vỡ động bỏ trốn thì sao?" Khi đó chính là cơn ác mộng của chùa Bái Đính chúng ta. Ánh mắt pháp M âm trầm nói, "Đi liên lạc với người nhà họ Tôn và nhà họ Hư đi, nói là đạo thể đang làm khách ở chùa Bái Đính. Ta đến phía sau núi một chuyến đã." Pháp M nói xong bèn xoay người đi ra khỏi giới luật viện. Phù Hưng nhìn bóng lưng hơi còng của pháp âm vỗ vỗ bả vai Luân Châu, nói con không nên hận huynh ấy. Ánh mắt Luân Châu lập lè, dường như có hơi hối hận, nhưng lại chợt hiện lên vẻ giận dữ. Thầy giam giữ con hơn 20 năm, chẳng phải làm chút chuyện ấy cho con là điều nên làm sao. Phù hưng thấy thế, chỉ đành hít sâu một hơi, không nói gì. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, cửa phòng đường Tuấn đã bị gõ vang. Người đến là Phù Hưng. Thí chủ, mời theo tôi. Phù Hưng đi đằng trước dẫn đường, nhanh chóng đi đến điện thờ chính của chùa Bái Đính. Pháp âm đang đứng trước tượng Phật trong điện, tụng kinh. Nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại nói, "Đường thí chủ, chùa Bái Đính chúng tôi có thể để cậu quan sát di hài của Tổ sư Hàn Nhật Long." Đường Tuấn hỏi, "Có điều kiện gì không?" Lúc trước, anh muốn vào thăm thú tàng thư các của núi Yên Tử nên đã bàn bạc điều kiện với Trần Tùng N. Mà di hài của Hàn Nhật Long nói về độ quý giá thì chẳng thể kém hơn tàng thư các của núi Yên Tử là bao. Theo anh, chùa bái đính chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện. Pháp M lại đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán của Đường Tuấn, không cần. Cậu và tổ sư đều là đạo thể, gặp nhau cách 300 năm đã là một mối duyên phận lớn lao rồi, cũng là phúc phận của chùa bái đính tôi. Đường Tuấn hơi ngây ra, cửa Phật xem trọng duyên phận, nhưng điều này cũng được ư. Pháp âm nói tiếp, di hài của tổ sư Hàn Nhật Long đang nằm trong động bích ngọc. Đợi sau khi ăn sáng xong, tôi sẽ dẫn cậu đi. Tuy trong lòng đường Tuấn vẫn có chút khó hiểu, nhưng chùa bái đính có thể đồng ý, cũng khiến anh đỡ tốn sức. Còn về việc chùa bái đính có toan tính gì khác không thì tạm thời anh không nghĩ nhiều. Sau khi ăn sáng xong, đường Tuấn bèn đi đến sau núi với Pháp âm và Phù Hưng. Tôi nghe mọi người trong chùa thường nhắc tới Hòa Thượng Luân Châu, Nghe nói anh ta là học trò của trụ trì, hơn nữa còn là người tài ba trong thế hệ. Sao lại không thấy anh ta đâu vậy?" Đường Tuấn chợt hỏi, "Chương 853 đây không phải mục đích lần này của anh. Ngày hôm qua, anh vừa đến chùa Bái Đính đã nghe người ta nói về cái tên Luân Châu, mọi người trong chùa đều cực kỳ kính trọng vị đại sư huynh kia. Nên đương nhiên là Đường Tuấn muốn gặp để biết được Luân Châu dựa vào cái gì mà có thể sánh vai với đám Trương Tĩnh Hòa và Mục Phương." trên mặt phù hương lộ ra vẻ khó xử, pháp âm thì vẫn bình chân như vậy, đáp Luân Châu đúng là học trò của tôi, thằng bé cũng có chút tư chất trời cho trên con đường võ thuật, nhưng có đạo thể ở đằng trước thì những thiên tài khác đều chỉ có thể ảm đạm không ánh sáng. Đằng trước chính là động bích ngọc, bên trong là nơi các thế hệ trụ trì chúng tôi mất. Tuy Hàn Nhật Long không phải trụ trì, nhưng người có thân phận đặc biệt. Sau khi mất, di hài của người cũng được chôn cất bên trong. Pháp âm không định nói tiếp về đề tài kia, chỉ vào cửa động phía trước nói. Ngoài cửa động có hai vị tông sư cảnh giới chân khí đang đứng, thấy Pháp âm và Phù Hưng đến bèn cúi người chào hai người. Động bích ngọc kéo dài trăm mét dưới lòng đất, bình thường ngoài tôi và một số người trong chùa đôi khi vào thì không ai vào nữa. Pháp M bước vào cửa động, nói với Phù Hưng, Phù Hưng sư đệ, để chờ chúng ta ở trên là được. Phù Hưng đồng ý. Trong động bích ngọc không có cầu thang, nó giống như một cái giếng sâu, cứ cách khoảng 10 mét là có một bãi đá nhô ra. Muốn vào động bích ngọc, một là chậm rãi nhảy xuống tầng bãi đá, hai là dựa vào khả năng bay lượn của cao thủ cảnh giới thần hải bay xuống. Hiển nhiên, Đường Tuấn và Pháp M đều dùng cách thứ hai. Hai người bước trên không, từng bước một đi xuống. Động bích ngọc càng xuống dưới càng rộng, trên vách động được khảm một số tảng đá chiếu sáng. Thậm chí đường Tuấn còn thấy được một vài chữ như kinh Phật trên vách đá có một số từ đã nhòe đi, có thể thấy đã trải qua dòng thời gian xa xưa. Mặt mày pháp âm tràn ngập vẻ nghiêm túc, cúi đầu, trông rất cung kính. Lịch sử trong động bích ngọc gián tiếp cho thấy truyền thừa xa xưa của chùa Bái Đính, trụ trì có thể mất trong động gần như đều là cao thủ cảnh giới thần hải. Dù võ thuật đã dần lụn bại, nhưng chùa Bái Đính vẫn chưa từng mất đi cao thủ cảnh giới thần hải. Khi đi xuống khoảng 156 mét, xuống đến đây thì trong lòng đường Tuấn chợt hiện lên vẻ kinh ngạc có thể đào một cái động sâu như vậy vào mấy trăm năm trước, cho thấy khả năng phi phàm của chùa bái đính lúc ấy. Đương Tuấn dương mắt nhìn thì thấy từng cơ thể đã hóa thành bộ xương khô ngồi trong những lỗ hổng trên vách động, giống như một bức tượng được thờ trong điện. Có bộ xương còn khoác trên mình tấm áo cà sa rách bươm, máu thịt của họ đã hóa thành bụi bặm, chỉ còn thừa lại khung xương cứng cỏi. Hầu như mỗi bộ xương khô đều hiện lên ánh kim, trông như ánh kim được mạ trên người Phật Đà bọn họ hẳn là các thế hệ trụ trị của chùa Bái Đính. Công pháp chân phái của chùa Bái Đính chính là Đại Nhật Kim Cương Thân, sau khi tu luyện, nghe nói cơ thể sẽ như Kim Cang Phật Đà, có khả năng vượt qua bể khổ. Đường Tuấn nghĩ thầm, cái gọi là bể khổ chính là thần hải. Sau khi tu luyện thành Đại Nhật Kim Cương Thân, có thể dựa vào cơ thể bước vào thần hải. Cho dù là ở thời nay, e rằng Đại Nhật Kim Cương Thân đều là cách tu luyện cơ thể số 1 số 2. Nếu cho Đường Tuấn thời gian, anh còn có thể suy diễn ra bản đầy đủ của đại nhật kim cương thân từ những bộ xương khô kia. Đáng tiếc, đây không phải mục đích lần này của anh. Ánh mắt anh nhìn thoáng qua bộ xương khô ánh kim kia, cuối cùng dừng lại trong một góc. Nơi đó đặt một bộ di hài đầy đủ, nó cũng không được đặt trong một cái lỗ hống trên vách động như các thi thể khác, mà ngồi khoanh chân trên một cái đệm cói, giống như làm vậy để cho thấy sự khác biệt của nó với những thi thể khác. Trông di hài chỉ khoảng 4-50 tuổi, trên người mặc một bộ áo cà sa đã rách tung tóe, lộ ra da, da thịt. Tuy làn da của Di Hài nhìn có hơi xám trắng, nhưng vẫn có thể thấy rõ vân da. Dáng người của người này cũng không cao to, nhưng ngồi khoanh chân ở đó lại khiến cho người ta có cảm giác không thể đánh bại. chương 854, trước khi chết, ông ta đã bị người cút cạn máu. Vị kia chính là tổ sư Hàn Nhật Long, đường thí chủ cứ tự nhiên. Tôi sẽ đợi cậu ở bên ngoài. Ánh mắt pháp âm lóe lên, nhỏ giọng nó sau đó bèn bay lên không, phút chốc đã ra khỏi động bích ngọc. Đường Tuấn cũng không để ý, giờ đây anh đã bị di hài của Hàn Nhật Long thu hút rồi. Anh chậm rãi bước tới, sau đó ngồi xuống mặt đối mặt với di hài của Hàn Nhật Long, dường như định bắt đầu một cuộc trò chuyện khi đã cách 300 năm. Nếu có người thấy cảnh ấy, sợ rằng trái tim sẽ bị dọa nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ngưng tụ công pháp vào hai mắt, giống như một máy điều tra tinh vi, ghi nhớ mỗi một vân ra trên di hài của Hàn Nhật Long. Cơ thể anh cũng phát ra tiếng hò hét như đang hô ứng với khối di hài kia. Đường Tuấn càng nhìn càng nhíu chặt mày. Anh phát hiện sức mạnh cơ thể của Hàn Nhật Long còn mạnh hơn so với tưởng tượng, thậm chí còn mạnh hơn trạng thái đỉnh của bản thân. Thi thể trước mắt rõ ràng đã mất hết sức sống, nhưng vẫn khiến anh cảm giác vượt trội hơn hết thảy. Đường Tuấn cũng không lạ gì với cảm giác ấy, nó đến từ cao thủ cảnh giới thần hải mà anh từng gặp. Không ngờ vào khoảnh khắc cuối đời Hàn Nhật Long lại bước vào cảnh giới Thần Hải. Trong đầu Đường Tuấn chợt xuất hiện suy nghĩ nào, nhưng lại bị anh bác bỏ. Nếu ông ta đột phá cảnh giới Thần Hải thì với sức mạnh của đạo thể, dù có sống thêm trăm năm cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu ông ta thật sự đột phá, tại sao cái đó chùa Bái Đính lại phải đóng cửa gần 10 năm? Không thì e rằng chùa Bái Đính đã đi ngang trên đời, trở thành thế gia vọng tộc võ thuật đứng đầu rồi. Nhưng nếu không phải thì Đường Tuấn lại nghĩ mãi không hiểu tại sao lại cảm giác được khí thế của cảnh giới Thần Hải trên người Hàn Nhật Long, thậm chí qua cả 300 năm mà vẫn không biết mất. Khí thế ấy cực kỳ mỏng manh, nếu không phải cảm ứng giữa đạo thể với nhau thì có lẽ Đường Tuấn sẽ chẳng phát hiện ra. Đường Tuấn nhắm mắt lại, dựa vào tinh thần lực và cảm ứng bí ẩn giữa đạo thể quan sát Hàn Nhật Long. Một lát sau, Đường Tuấn chợt mở bừng mắt, trong ánh mắt không khỏi toát lên vẻ kinh ngạc và hoảng sợ máu của ông ta đâu? Đường Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm. Dù có là cao thủ cảnh giới thần hải bình thường, sau khi mất máu sẽ nhanh chóng khô đi, cơ thể héo rũ, rồi biến mất khỏi cõi đời này. Mạnh như cao thủ cảnh giới thần hải của chùa Bái Đính, cuối cùng cũng chỉ còn lại một bộ xương khô lấp lánh ánh kim. Nhưng đạo thể lại khác, nó được gọi là cơ thể mạnh nhất trên đời, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể là đã không có đối thủ trong cùng cảnh giới. Dù đạo thể chết đi, nhưng chỉ là không còn sức sống, máu huyến vẫn sẽ tồn tại trong cơ thể. Có điều bây giờ, tuy cơ thể Hàn Nhật Long vẫn còn, nhưng Đường Tuấn lại không cảm nhận được máu của ông ta, như kiểu ông ta chỉ hơn những bộ xương khô khác ở chỗ có một lớp da mà thôi. Điều này quá đáng sợ. Trước khi chết, ông ta đã bị người cút cạn máu. Trong đầu Đường Tuấn chợt giấy lên suy nghĩ này, nó vừa hiện ra bèn không thể dừng lại. Rất có thể trước khi chết, Hàn Nhật Long chỉ đang bế quan, lại bị người ta cho rằng đã chết, bèn rút cạn máu. Đợi ông ta đột phá thì phát hiện mình đã mất hết máu, không thể xoay chuyển tình hình được nữa, chỉ đành uất ức chết đi. Trong lòng đường Tuấn nảy ra một suy đoán, nhưng lại xuất hiện một số câu hỏi khác. chương 855, tại sao đường thí chủ lại bật cười? Vô số câu hỏi như đám mây đen bao phủ trong đầu đường Tuấn, qua thi thể của Hàn Nhật Long, anh như thấy được một sự thật đáng sợ. Lẽ nào người trong chùa bái đính rút máu của Hàn Nhật Long ư? Đường Tuấn mất tiếng lầm bẩm Giọng nói của anh cũng không lớn, nhưng lại không ngừng quanh quẩn trong động bích ngọc. Câu ấy là do anh quá bất ngờ nên bật thốt lên, có điều một lát sau, trong động bích ngọc lại vang lên tiếng trả lời, đường thí chủ đoán đúng rồi đó. Quả là chùa bái đính tôi rút cạn máu cả người sư tổ. Vừa dứt lời, bốn bóng người chợt xuất hiện trên đầu đường Tuấn, ánh sáng trong động chợt tối sầm xuống. Đường Tuấn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bốn hòa thượng già mặc áo cà sa đang bay lơ lửng trên đầu mình như bốn vị Phật đà trấn áp thế gian. Quần áo họ bay phần Phật, khí thế đáng sợ bùng nổ ra từ trên người họ, khiến không gian cũng bị đèn nén chìm xuống như không chịu nổi trọng lượng ấy, phát ra tiếng kéo kẹt. Lơ lửng giữa không chung. Hiển nhiên, bốn vị hòa thượng kia chính là những cao thủ cảnh giới thần hải hàng thật giá thật. Bốn người dần dần hạ xuống, người dẫn đầu chính là trụ trì pháp âm của chùa Bái Đính. Ba người còn lại thì bao vây lấy đường tuấn từ ba phía khác. Trông họ rất hiền lành, trên người cũng không toát ra sát khí. Nhưng trái tim đường tuấn như rất xuống đáy cốc. Cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao Pháp âm lại bằng lòng để mình bước vào động bích ngọc. Hóa ra là chùa Bái Đính đã sớm răng bẫy chỉ chờ anh bước vào. A-di-đà-phật, à, Pháp âm niệm kinh. Sau đó âm trầm nói, 300 năm trước, tổ sư Hàn Nhật Long không có cách nào bước vào thần hải là tiếc núi lớn nhất của chùa Bái Đính. Vì tương lai của chùa, sau khi tổ sư mất, chúng tôi chỉ đành rút cạn máu ngài, định lưu lại đạo thể để không ngừng truyền cho đời sau. Pháp âm kể lại với giọng đầy bất lực và xa xăm. Còn đường Tuấn, giống như bị Pháp M cố ý bỏ qua. Ba vị trưởng lão cảnh giới thần hải cộng với vị trụ trị hiện nay như Pháp âm là con bài chưa lật của chùa Bái Đính. Nó đủ để đối phó với mọi biến số. Đường Tuấn nghe thế, không khỏi châm chọc bật cười, tiếng cười trong động có vẻ hết sức chói tai. Ba trưởng lão cảnh giới thần hải lập tức nổi giận, lạnh lùng nhìn đường Tuấn. Pháp âm thở dài, hỏi tại sao đường thí chủ lại bật cười. Đường Tuấn nhìn Pháp em mờ, khẽ cười đáp, tôi cười đám chùa bái đính các người ngu, bỏ lỡ cơ hội trời cho. Pháp em mờ lại dường như chẳng có vẻ gì là tức giận, cũng không lo đường Tuấn sẽ chạy trốn, nhíu mày hỏi cơ hội gì. Đường Tuấn chỉ vào di hài của Hàn Nhật Long bên cạnh nói, đương nhiên là cơ hội đứng sừng sững trên đỉnh cõi đời này rồi. Hồi đó Hàn Nhật Long đã bước vào bước quan trọng nhất, tìm ra bí ẩn đột phá cảnh giới Thần Hải. Đáng tiếc lại bởi vì mất máu mà cuối cùng chỉ đành chết đi. Đúng là nỗi bi ai của Hàn Nhật Long mà. Lần này, ngay cả Pháp Âm và ba trưởng lão kia cũng thay đổi sắc mặt, một người trong đó chợt quát, cậu nói điên khùng gì đó, hồi xưa các bậc tiền bối đã khẳng định tổ sư đã mất, mới ra tay rút cạn máu người. Không thì ai lại dám bất kính với tổ dư? Lẽ nào cậu còn biết rõ đoạn lịch sử hơn chúng tôi sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 856 Đại Nhật Kim Cương Thân Nói láo, một trường lão khác mặt mày giận dữ nói Đây chỉ là suy đoán của một mình cậu mà thôi Chúng tôi đã quan sát di hài của tổ sư không biết bao nhiêu lần Cậu mới nhìn bao lâu Sao có thể biết rõ hơn chúng tôi Chỉ có Pháp M là trong mắt lóe lên vẻ nghiền ngẫm Pháp M chợt nhớ tới một chuyện Là trụ trì chùa bái đính Tất nhiên sẽ có quyền hạn cao hơn ba vị trưởng lão rất nhiều, nên cũng biết rõ chuyện rút máu năm xưa hơn. Trong sách sử có ghi, năm xưa các bậc tiền bối trong chùa đang rút máu của Hàn Nhật Long thì bất ngờ có một giọt máu rơi xuống đất, không ngờ trên mặt đất lại mọc lên một gốc cây, chỉ trong vài phút đã lớn nhanh như thổi. Lúc ấy, các tiền bối nghĩ rằng đó là sự kỳ diệu của máu đạo thể, nhưng có người nghi ngờ rằng đó là sức sống trong đạo thể vẫn chưa tắt. Có điều, lúc đó quy trình rút máu đã đến giai đoạn cuối cùng, nên suy đoán đó nhanh chóng bị người cố tình bỏ qua. Chẳng qua, chuyện này lại được ghi chép trong một cuốn sách bí mật nhất của chùa Bái Đính, chỉ có các thế hệ phương trưởng trụ trì mới được lật xem. Mà giờ lời nói của Đường Tuấn lại giống y ghi chép trong cuốn sách kia. Pháp M không dám nghĩ tiếp, nếu suy đoán của Đường Tuấn là thật, vậy năm đó chùa Bái Đính đã làm sao, còn là sai hoàn toàn. Không những thế, những cố gắng 300 năm qua của họ cũng giống như một trò cười đạo thể năm đó bước vào cảnh giới thần hải thì không cần, lại muốn phí hoài 300 năm đúc lại một đạo thể khác. Đây quả thật là bỏ gần tìm xa. Đường Tuấn lại cười một cách diễu cợt, nói thế nên tôi mới nói mấy người ngu. Cả đám tầm nhìn hạn hẹp, toàn lũ cổ hủ cứng đầu. 300 năm trước là thế, 300 năm sau cũng vậy. Anh nhìn về phía Pháp em mờ hỏi, Pháp âm, anh dẫn ba người kia tới làm gì? Lẽ nào định học theo 300 năm trước, cũng muốn rút máu của tôi? pháp em m hoàn hồn lại nếu lời đường tuấn nói là thật nhưng sai cũng sai rồi giờ nghĩ lại cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì chỉ có thể nắm chắc cơ hội trước mắt pháp âm hít sâu một hơi trên gương mặt lộ ra vẻ hiền từ nói số của thí chủ đã hết lần này chúng tôi đến đúng là muốn mượn máu của cậu để dùng hy vọng thí chú đồng ý đợi đến khi tên tuổi chùa bái đính chúng tôi truyền khắp muôn đời sẽ đúc một bức tượng cho thí chủ rồi thờ cúng pháp em m nói như thật dường như đường tuấn cống hiến máu mình ra cho tương lai của chùa bái đính là chuyện đương nhiên vậy đường tuấn nghe vậy không khỏi bật cười ha ha nói mấy người quả nhiên đều là đồ đạo đức giả muốn lấy máu của tôi mà còn nói năng đầy vẻ chính nghĩa như vậy đúng là khiến tôi được mở rộng tầm mắt đó năm xưa hàn nhật long sinh ra ở loại địa phương này thật là đáng buồn cho ông ta chuyện của chùa bái đính tôi không tới lượt một người ngoài như cậu phán xét một trưởng lão hừ một tiếng lạnh lùng nói a di đà phật pháp âm khẽ cười nói để tôi giới thiệu cho đường thí chủ ba vị này là ba trưởng lão canh giữ chùa bái đính lần lượt là vô thành vô thường và vô long ba người bọn họ đều có cảnh giới thần hải cộng thêm tôi đây đường thí chủ có thể khiến cho chùa bái đính chúng tôi dốc hết sức ra tay cũng coi như là vinh hạnh pháp m còn nhiều lời với cậu ta làm gì nữa nếu tên này cứng đầu cứng cổ không chịu chủ động dâng hiến của cửa phật vậy hãy để chúng tôi khiến cậu ta nằm lại đây mãi mãi đi. Trong ba vị trưởng lão, Vô Long là người có tính cách nóng nảy và lớn tuổi nhất, chẳng giống một hòa thượng thu thân dưỡng tính trong cửa Phật gì hết, trái lại giống một tên du côn một lời không hợp bèn ra tay đánh nhau. Ánh mắt pháp âm lộ ra vẻ thương xót, dường như có hơi đáng tiếc. Nhưng cũng không vì thế mà nương tay, trên người đột nhiên truyền ra từng tiếng phạt, kinh Phật cũng dần dần vang lên cơ thể Pháp M bắt đắt phát ra ánh sáng chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách trong động bích ngọc. Pháp âm giống như biến thành một vầng mặt trời, xua tan bóng tối và mọi yêu ma khỏi thế gian. chương 857, Bồ Đề Bảo Tướng Ba vị trưởng lão vô thành, vô thường, vô lòng cũng hết sức phi phàm. Ba người cùng tu luyện một loại công pháp, trên người lộ ra một loại khí thế siêu thoát mọi thứ, giống như Đức Phật mở ảo trong nước Phật, toát ra một loại cảm giác phổ độ chúng sinh ngay cả người có tính cách nóng nảy nhất như vô long cũng nghiêm mặt, trông như cao tăng đắc đạo. Đường thí chủ, công pháp ba vị trưởng lão đây tu luyện chính là bồ đề bảo tướng, với thực lực hợp tác của họ, thậm chí có thể chiến đầu vượt cảnh giới. Hôm nay, khuyên cậu bó tay chịu trói đi, không thì một khi đạo thể của cậu vỡ nát, chúng tôi chỉ có thể lập mộ chôn quần áo và di vật cho cậu thôi. Giọng pháp âm tràn đầy tự tin vang vọng như tiếng chuông, đến lúc này rồi mà vẫn còn khuyên đường Tuấn cho được. Bồ đề bảo tướng. Đường Tuấn nhìn ba vị trưởng lão với vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy giữa chán ba người họ mơ hồ hiện lên ánh kim, ba bức tượng Phật cỡ bằng bàn tay chậm rãi hình thành. Bức tượng ấy trông vô cùng sống động, nó được hình thành từ tinh thần lực cực kỳ tinh khiết. Tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất, có thể xuất hiện bên ngoài cơ thể, trong y đạo gọi là nhập thần, còn trong võ đạo lại được gọi là pháp tướng tinh thần. Mặc dù ba người vô lòng đến từ chùa bái đính, nhưng không phải dùng cơ thể để độ bể khổ, mà là biến tinh thần lực ra bên ngoài cơ thể tu thành pháp tướng tinh thần. Ba trưởng lão tu thành pháp tướng tinh thần cộng thêm một trụ trị tu thành đại nhật kim cương thân là pháp âm. Kết hợp trong ngoài, vừa có thể đánh bên cơ thể, vừa có thể tấn công tinh thần người khác. Bốn người bắt tay nhau, sợ rằng dù có đối đầu với cao thủ đứng đầu như Trần Tùng cũng có thể đánh một trận. Một bông hoa một đời người, một lá cây một bồ đề. Chỉ là một pháp tướng tinh thần mà thôi cũng dám tự xưng bồ đề bảo tướng. Đường Tuấn thấy thế, trên mặt tức thì lộ ra vẻ khinh thường. Sức mạnh của chúng tôi há là người như cậu có thể tưởng tượng. Đám vô thường đồng thanh nói, giọng nói hùng hồn vang vọng toàn bộ động bích ngọc. Vừa nói xong, pháp tướng hình tượng Phật giữa chán họ bèn nhúc nhích. Ngón tay còn nhỏ hơn trẻ con rất nhiều kết ấn, ba pháp ấn cùng nguồn gốc cửa Phật nhanh chóng hình thành, rồi bắn nhanh như chớp đến giữa chán đường Tuấn. Bọn họ định trực tiếp phá hủy tinh thần đường Tuấn, chỉ giữ lại cơ thể để tiện cho việc rút máu nghiên cứu. Pháp M đứng canh bên cạnh, vẫn chưa ra tay. Đối với chiêu ấy, Đường Tuấn chỉ nhếch mép đầy kinh thường. Anh nhấn một cái lên chán, nhỏ giọng nói, Pháp tướng tinh thần hả? Tôi đây cũng có. Trước khi Đường Tuấn tu luyện thành đạo thể, sau khi tinh thần lực của anh được rèn đúc trong hồ luyện thể ở dược y cốc thì đã dần hình thành Pháp tướng tinh thần, cũng là cái gọi là nhập thần. Rồi sau đó, lại có được cây gậy bằng ngọc không tên trong ngôi mộ của tổ tiên đường phúc, tinh thần lực của anh lúc nào cũng nằm trong tình trạng được nuôi dưỡng phát triển. Nay anh bị trùy huyền vu đánh bị thương, tinh thần lực thậm chí còn mơ hồ vượt lên khỏi sức mạnh cơ thể. Đánh nhau bằng tinh thần lực là nguy hiểm nhất, ngày xưa trong chiến đấu, kẻ địch đều bảo vệ tinh thần, dù tinh thần lực của đường Tuấn có mạnh cỡ nào cũng không có đất dùng. Mà nay, ba trưởng lão của chùa bái đính lại rộng mở tinh thần trước mặt anh, lấy ra pháp tướng, Trông dáng vẻ là tính phá hủy tinh thần của anh, khiến Đường Tuấn có chút buồn cười. Nếu ba người vô thường là cao thủ cảnh giới thần hải chuyên tu luyện cơ thể, có lẽ Đường Tuấn chỉ có nước chạy trốn, thậm chí còn phải trả một cái giá đắt. Nhưng đáng tiếc, bọn họ cũng tu luyện tinh thần, chẳng biết có phải bởi vì cây gậy ngọc không tên kia canh giữ biển ý thức, nên khi anh sử dụng tinh thần lực cũng không có đụng vào vết thương cũ. Chương 858, cậu thế mà cũng tu luyện thành pháp tướng tinh thần. Đường Tuấn khẽ nhấn một cái, tinh thần lực trong biển ý thứ của anh lập tức như những cơn sóng mãnh liệt trào ra, hóa thành một con sống tinh thần bao lao mút ngàn. Ba pháp ấn tinh thần vừa vào con sống tinh thần bèn giống như một hòn đá ném vào hồ nước, chỉ vang lên một tiếng rồi không còn tiếng động nào nữa. Mà lúc này, cây gậy ngọc không tên ở giữa chán đường Tuấn chợt lóe lên. Phụt! Ba tiếng hộp máu vang lên cùng một lúc, sắc mặt đám người vô thường chợt trở nên trắng bệch, bức tượng Phật giữa chán cũng hơi mở đi, giống như đã bị thương nặng. Cậu thế mà cũng tu luyện thành pháp tướng tinh thần, vô thành giống lên, trong mắt lóe lên vẻ khó có thể tin. Sức người có hạn, nhưng võ đạo lại không có cuối. Đám vô thành bờ qua cách dùng cơ thể vượt bể khổ riêng biệt của chùa bái đính tu luyện pháp tướng tinh thần. Vốn nghĩ rằng trên đời hiếm có ai học được, chẳng ngờ đường tuấn không những có cơ thể vô địch, chân khí dồi rào có thể sánh với thần hải, Giờ ngay cả tinh thần lực cũng đã hóa thành pháp tướng. Ba điều ấy, người thường muốn luyện thành thì cần phải dốc hết sức cả đời người. Nhưng Đường Tuấn lại cùng lúc tu luyện thành, đây quả thật là điều hết sức khủng bố, cho dù là Hàn Nhật Long năm xưa cũng không mạnh như thế. Ánh mắt pháp em mờ lóe lên, tiếng phạn chợt ngừng lại, chính mình cũng chấn động bởi thực lực do Đường Tuấn thể hiện. Pháp tướng này của cậu là gì? Sắc mặt vô thường tái nhợt quát hỏi. Pháp tướng tinh thần của Đường Tuấn giống như một dòng sông với sức mạnh càn quét cắn nuốt tất cả mọi thứ. Tinh thần lực của họ vừa vào đã mất liên lạc, tựa như đã hòa làm một với con sông tinh thần kia. Bọn họ tu Phật nhiều năm, đừng nói thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Đường Tuấn không đáp, dù muốn trả lời, anh cũng không biết trả lời thế nào. Bởi vì ngay chính anh cũng không biết tại sao tinh thần lực của mình có thể cắn nuốt tinh thần lực của người khác. Anh tạm thời coi nó là vì cây gậy ngọc không tên kia hơi suy nghĩ một cái, con sông tinh thần bèn phát ra tiếng sóng cuộn trào xô vào bờ đầy đáng sợ, ập về phía pháp tướng hình tượng Phật của ba người. Ban nãy, sau khi con sông tinh thần cắn nuốt ba pháp áp được hình thành từ tinh thần lực kia, có vẻ đã khiến cho cây gậy ngọc không tên kia khôi phục một chút. Điều này khiến anh mừng thầm trong lòng, bèn tính điều khiển con sông tinh thần nuốt luôn tinh thần lực của họ. Ba người kia muốn rút máu của anh, nên đương nhiên giờ đường tuấn nuốt tinh thần lực của họ chẳng chút áy náy. Ba người vô thường thấy thế, sợ tới mức liên tục lùi về sau, liều mạng thu tinh thần lực lại. Thế nhưng tốc độ con sông tinh thần của đường Tuấn lại nhanh hơn, phút chốc đã ập đến trước mặt vô thường gần nhất. Nó giống như một cơn sóng thần, định cuốn đi pháp tướng hình Phật của ông ta. u một âm thanh trầm thấp chợt vang lên. Pháp âm bỗng ra tay, ánh vàng rực rỡ xoay quanh người anh ta, sáng rực cả vùng, giống như Đức Phật bước ra từ nước Phật, giơ lên nắm tay với sức mạnh diệt trừ mọi yêu ma đấm thẳng về phía eo đường Tuấn. Một quyền đó đã có thể sáng ngang với ấn vội ý do Phù Hưng dùng hết sức mạnh đánh ra lúc trước, có thể thấy được sức mạnh đáng sợ của vị trụ trì chùa bái đính này. chương 859 Phật Quang ẩn chưa bên trong. Đường Tuấn châm chọc nói cản một quyền này của anh không cần phải dùng đến đạo thể. Vừa nói, con sông tinh thần của Đường Tuấn đã ấp đến chỗ pháp tướng hình Phật của vô thường pháp tướng hình Phật ấy được hình thành do tinh thần lực, chỉ cần vô thường không chết thì pháp tướng vẫn còn. Nhưng khi con sông tinh thần của đường Tuấn ấp đến, pháp tướng cỡ bằng bàn tay lại bị cuốn đi một phần ba, hai phần ba còn lại thì bị vô thường tranh thủ thu hồi. Cảm giác tinh thần lực suy giảm trên phạm vi lớn ập đến, rốt cuộc vô thường cũng không thể giữ nổi cái dáng vẻ cao tăng đắc đạo như trước, khuôn mặt ông ta trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm vào đường Tuấn, nghiến răng nghiến lợi nói, tao muốn giết mày. Lúc này, Đường Tuấn đã thu con sông tinh thần lại, trên mặt nở nụ cười lạnh nhạt. Sau khi anh nuốt một phần tinh thần lực của vô thường, cây gậy ngọc trong biển ý thức quả nhiên lại sáng hơn một chút. Đường Tuấn nhìn pháp âm đang bị mình nắm lấy, nhếch mép cười, thong dong nói, con lừa ngốc, anh cũng nếm thử một quyền của tôi đi. Đường Tuấn nói xong bèn đấm một cái. Một đám mây cuồng bạo quấn quanh cánh tay anh, anh không chút do dự sử dụng pháp âm trường, đối mặt với vị trụ trì của chùa bái đính này, anh hoàn toàn không dám nương tay. Không xong, Pháp M điên cuồng hét lên trong lòng, dùng hết sức thi triển đại nhật kim cương thân. Bốp, một đấm của đường tuấn giọng thẳng vào eo Pháp âm, đấm bay anh ta, sức mạnh khổng lồ khiến Pháp âm nện vào vách độc, lõm vào một hình người. Rào rào, vô số đá vụn rớt xuống đất trong động bích ngọc, ở một nơi như hang động yên tĩnh này thì có vẻ hết sức rõ rệt. Ba người vô thường lại như ngây như dại, sững sờ tại chỗ. Pháp M là trụ trị hiện nay của chùa Bái Đính, tu luyện đại nhật kim cương thân, là cao thủ đứng đầu có tiếng trong chùa, vậy mà cũng không đỡ nổi một quyền của đường Tuấn. Khổ khụ khổ, một tiếng ho khan vang lên. Pháp M bò ra từ trong vết lõm hình người trên vách đá, tấm áo cà sa mặc trên người đã rách nát hơn so với lúc trước. Nhưng khí thế của Pháp âm lại không suy giảm chút nào, trái lại còn mạnh mẽ hơn xưa. Dưới tấm áo cà sa rách tung tóe có thể nhìn cơ thể vạm vỡ của anh ta. Lúc này, Pháp M không tỏa ánh sáng, nhưng làn da lại cơ lấp lánh ánh vàng. Một quyền của đường Tuấn đánh vào eo của Pháp âm cũng không có khiến anh ta bị thương. Phật quang ẩn chưa bên trong. Đây là trạng thái mạnh nhất của Đại Nhật Kim Cương Thân. Pháp âm, ngài không sao chứ? Ba người vô thường vui mừng hỏi. Trên mặt Pháp âm vẫn bình tĩnh như hồ nước, nhưng trong lòng lập cuộn trào sóng to gió lớn. chương 860 anh ta không phải đang đi mà là đang chạy đạo thể quả nhiên là mạnh, tôi tu luyện đại nhật kim cương thân gần 20 năm, tự nhận là trên đời đã không có ai có cơ thể mạnh hơn mình. Nhưng không ngờ cảnh giới cậu thấp hơn tôi, vậy mà vẫn suýt chút nữa làm tôi bị thương. Xem ra coi như tổ sư Hàn Nhật Long sống lại cũng chưa chắc là đối thủ của cậu. Pháp âm khen ngợi từ tận đáy lòng. Anh ta vừa nói chuyện vừa bước ra. Âm ầm, mặt đất rồi đột nhiên chấn động, dưới chân pháp âm lập tức hình thành dấu chân sâu hóm. Lúc này, Phật quang trên hai người anh ta ẩn vào bên trong, trong cơ thể chứa đựng vô số ánh sáng sức mạnh của Phật, cả người nặng tựa một ngọn núi nhỏ. Trên đầu đường Tuấn xuất hiện vài sợi tóc bạc, anh cũng không để ý. Nhìn mỗi một hành động giống như Đức Phật của Pháp âm, cười nói cơ thể nặng như vậy, anh còn có thể chạy trốn được sao? Đại Nhật Kim Cương thân xứng đáng là cách rèn luyện cơ thể đứng đầu chùa bái đính. Bàn về cảnh giới thì Pháp âm còn yếu hơn Trương Tín chiết một chút, nhưng lại có thể chịu được một quyền của anh mà không bị thương tuy đường tuấn bị thương không dám sử dụng hết sức mjns nhưng vẫn có thể thấy được sự phi thường của đại nhật kim cương thân đặc biệt là bây giờ khi ở vào trạng thái phật quang ẩn mình trong cơ thể thế mà lại khiến anh cảm nhận được một chút nguy hiểm pháp âm lắc đầu nói chuyện này thì không cần thí chủ phải quan tâm hôm nay tôi sẽ dùng cơ thể khuyết tật này hành quyết thí chủ đạo thể càng mạnh trong lòng pháp âm càng khao khát nó nhiều hơn. Vốn dĩ đạo thể nên thuộc về chùa bái đính chứ không phải nằm trong tay một người ngoài. Pháp M nhìn ba người vô thường, nói, ba vị trưởng lão, làm phiền mọi người rồi. Phật quang ẩn mình bên trong mạnh thì mạnh đấy, cơ thể anh ta đã gần như đến gàn cơ thể Phật đà trong truyền thuyết. Nhưng mỗi một giây mỗi một phút pháp âm đều phải tiêu hao một lượng lớn chân khí. Dù có chân nguyên dồi dào như anh ta mà còn có chút cố sức chỉ có thể nhanh chóng giải quyết đường Tuấn. Ba người vô thường gật đầu, sắc mặt đều có hơi nặng nề. Ban đầu, họ còn cho rằng mình đã đánh giá cao đường Tuấn, không ngờ vẫn quá xem nhẹ cậu ta. Hợp nhất pháp tướng, vô lòng khẽ gầm lên một tiếng. Thân pháp hình Phật lại xuất hiện giữa chán ông ta, vô thường và vô thành cũng ngưng tụ ra pháp tướng. Ba bức tượng Phật bay lên cao, sau đó hòa làm một với nhau. Một pho tượng pháp tướng ba mặt sáu tay, trông hết sức trang nghiêm lập tức hình thành, không ngừng vang lên tiếng kinh phạt, lơ lửng trên đầu ba người họ. Ba người cùng tu luyện bồ đề bảo tướng nên chiêu hợp nhất pháp tướng này cũng là đòn sát thủ của họ. Vô số Phật quang tỏa sáng từ trên người bức tượng pháp tướng ba mặt sáu tay kia, chúng giống như những sợi tơ, vừa đụng tới đường tuấn bèn quấn quanh anh, khóa chân tay và đầu anh lại, khiến anh khó mà nhúc nhích. Pháp âm bắt đầu bước tới mỗi một bước của anh ta đều phát ra từng tiếng sấm rền vang lên trong động bích ngọc. Audio điện tử võ tấn bền chương 861, thật sự cho rằng tôi chỉ có thể ngồi chờ chết sao. Đường Tuấn nhíu mày, bồ đề bảo tướng mà đám vô thường tu luyện quả thật có chút hay ho, những sơi tơ tinh thần rũ xuống kia tuy vô hình, lại khiến người ta có cảm giác hết sức cứng rắn. Tinh thần lực của anh trào ra từ giữa chán, rồi hóa thành con sông, mặc dù có thể cắn nuốt được một số sợi tơ tinh thần, nhưng chúng có rất nhiều, càng ngày càng nhiều, giống như vô số yêu ma quỷ quái quấn quanh người, làm con người ta bực bội. Quả nhiên là rắc rối mà, đường Tuấn lẩm bẩm. Lúc này, Pháp M đã cách anh rất gần, anh ta thong thả dơ một bàn tay lên, như tính đấm. Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi mà không gian như bị đập vỡ, trong động bích ngọc chợt nổi lên vũ bão chiều mở đầu đã có uy thế mạnh như thế, có thể thấy nếu một quyền ấy đánh ra sẽ đánh sợ như nào. E rằng ngay cả cao thủ như Trương Tín Chiết cũng phải chết. Ba người vô thường thấy thế, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Đại Nhật Kim Cương Thân của Pháp M đã sắp luyện tới đỉnh, cho dù trong số các trụ trì của chùa Bái Đính đều có thể xếp ở mấy vị trí đầu. Một quyền này mà đánh ra thì không chết cũng bị thương nặng. Vô Long khen, Vô Thành nói, nếu trên đời không có đạo thể gì đó thì chỉ dựa vào công pháp này của chùa bái đính chúng ta thôi là có thể trở thành danh gia vọng tộc luyện thể đứng đầu ở hiện tại rồi. Vô Thường khẽ gật đầu, trong mắt của ông ta toát lên sự oán hận, nói tên này đáng chết. Ông ta mới bị đường tuấn nuốt một phần ba tinh thần lực, đồng nghĩa với việc mất gần 10 năm mất ăn mất uống tu luyện, hỏi sao ông ta không hận cho được. Thật sự cho rằng tôi chỉ có thể ngồi chờ chết sao. Sắc mặt đường Tuấn lạnh băng, trong mũi phát ra một tiếng hử lạnh. Lúc này, Phù Hưng và Luân Châu dẫn đầu đám người của chùa Bái Đính đang chờ đợi bên ngoài Động Bích Ngọc. Thầy cũng không khỏi quá cẩn thận rồi. Động Bích Ngọc là khu đất cấm của chùa Bái Đính chúng ta, có cao thủ trong chùa trông coi. Lần này lại có ba vị trưởng lão ra tay, đạo thể có mạnh thì có thể làm nên trò chống gì chứ? Sao thầy lại không cho con quan sát, có thể tận mắt nhìn thấy đạo thể chết đi, chưa biết chừng con còn hiểu được điều gì đó. Luân Châu biêu môi, mặt mày lộ vẻ khinh thường. Phù hưng nghiêm mặt, nhỏ giọng nói, dù sao đạo thể đã ẩn mình 300 năm, ai cũng không biết rõ về thủ đoạn của cậu ta. Sư huynh cũng là sợ lỡ đạo thể nổi điên sẽ làm con bị thương. Đến lúc đó sẽ là một tổn thất rất lớn đối với chùa bái đính chúng ta. Luân Châu hừ lạnh một tiếng, nói, sư thúc, mọi người đề cao anh ta quá rồi. Một đạo thể đang bị thương mà thôi, còn có thể khiến con bị thương ư. Anh ta vừa nói xong, một giọng nói trầm thấp chợt vang lên từ trong động bích ngọc sấm đến đây. Luân Châu, Phù Hưng và mọi người trong chùa bên ngoài động chợt thay đổi sắc mặt, sau đó thấy được một cảnh hết sức khủng bố. Chỉ thấy trên không động bích ngọc vốn trời trong nắng ấm, theo một câu đó, bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng sấm sét to cơ cánh tay trẻ con, nó giống như một cây giáo, phóng thẳng từ trên trời xuống, lao vào trong động. Lôi pháp của thiên sư đạo núi yên tử cơ thể phù hưng khẽ run lên, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Ban nãy, luồng sấm sét kia lao vào trong động thì trong lòng ông ta chợt giấy lên một cảm giác cái chết đang đến gần. Nếu luồng sấm sét ấy bổ vào trên người ông ta, e rằng phù hưng chỉ còn con đường chết. Dù ông ta có tu luyện bí quyết luyện thể phù hưng cũng chẳng làm nên trò chống gì. Nhưng mà lôi pháp của thiên sư đạo có mạnh như vậy ư? E là trương tín chết đến đây cũng không thể gọi được luồng sấm sét như ban nãy trái tim phù hưng như rớt xuống hầm băng, khi đối mặt với luồng sấm sét kia, sự tự tin lúc nãy cũng bị dao động. chương 862, không ổn. Luân Châu siết chặt nắm tay, trên mặt không còn vẻ khinh thường như trước. Đây là đạo thể sao? Ánh mắt Luân Châu lộ ra sự cuồng nhiệt. Đạo thể là truyền kỳ của võ đạo thế gian. Từng đạo thể xuất thế chắc chắn đều mang theo vô số cơ duyên và kỳ ngộ. Đường Tuấn không rõ sự tồn tại của đạo thể của Hàn Nhật Long, nhưng anh hiểu biết lá bài tẩy của mình. 300 năm trước, chiến lược Hàn Nhật Long đang trong thời kỳ đỉnh, nhưng cũng chưa thể dồn ép núi yên tử cúi đầu, tàng thư các mở cửa. Nhưng Đường Tuấn làm được, hơn nữa, anh có cây gậy ngọc thần bí trợ giúp, thậm chí còn lấy được 99 chữ từ trong đạo tạng, ngộ ra bí quyết giấu bên trong. Đạo tạng được mệnh danh là bắt nguồn của đạo Pháp thế gian, trong đó hiển nhiên cũng bao gồm lôi Pháp. Đường Tuấn ngộ lôi Pháp từ trong đạo tạng, thậm chí càng mạnh hơn bản hiện có của núi yên tử. Bởi vì anh là đạo thể, thân xác đủ mạnh, không cần mượn nhờ kiếm pháp ngũ hành để thi triển giống như Trương Tiến Chiết Trong động Bích Ngọc, trong tay Đường Tuấn là trường mâu do sấm sét tạo thành, trên mặt anh là nụ cười khẩy. Sấm sét cuồng bạo trong tay anh vô cùng nhu thuận, thậm chí khiến anh có một cảm giác thân thiết. Những sợi tơ tinh thần kia đụng đến trường mâu sấm sét một cái liền tiêu tán giọng nói lạnh như băng của đường tuấn vang vang trong động bích ngọc hôm nay tôi sẽ chém thần hải tại nơi này vừa dứt lời anh dùng sức ném trường mâu về phía pháp tướng trên bầu trời hiu tốc độ của trường mâu nhanh như chấp thậm chí lúc đường tuấn ném ra còn dùng một chút sức mạnh của đạo thể gần như chỉ trong một cái nháy mắt trường mâu sấm sét đã phóng tới trước pháp tướng không ổn trong đầu ba người vô thường chỉ kịp hiện ra một suy nghĩ như vậy ngay sau đó trường mâu sấm xét đã cắm vào trung tâm pháp tướng sấm xét là một trong những nguyên khí cuồng bạo nhất thế gian đặc biệt là đối với pháp tướng tinh thần lực sát thương của nó sẽ càng mạnh hơn lôi pháp của núi yên tử còn được xưng là phá hủy hết tất cả pháp tướng của thiên hạ một kích này của đường nghiêu, nếu để cho trương tín chiết nhìn thấy chỉ sợ sẽ làm cho vị trưởng giáo chân nhân đương thời của núi yên tử xấu hổ đến mức tận cùng xì 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 ba người vô thường hợp nhất thành pháp tướng ba đầu sáu tay nhưng chỉ chống đỡ dưới trường mâu sấm xét được chốc lát là vỡ vụn ra. Sau đó lại hóa thành ba pháp tướng hình tượng Phật, trên pháp tướng của ba tượng Phật lộ ra khuôn mặt hoảng sợ của ba người vô thường. Bọn họ gần như không do dự xoay người chạy trốn, sức mạnh của sấm xét quá kinh khủng. Ở trước mặt nó pháp tướng tinh thần giống như củi khô gặp lửa, mỗi giây mỗi phút đều tạo thành vết thương. chương 863 Anh vừa nghĩ cây trường mâu sấm sét liền nổ ầm một tiếng. A, à, ba tiếng kêu thảm vang lên cùng lúc. Trước đó tinh thần lực của Vô Thường đã bị Đường Tuấn nuốt, đang vô cùng suy yếu, bây giờ sau cú nổ mạnh này chỉ kiên trì được một lát, toàn bộ pháp tướng của ông ta liền nổ tung, hoàn toàn tiêu tán. Pháp tướng tinh thần nổ, con người của Vô Thường co rút lại, tia sáng trong mắt chợt tắt, chết ngay tại chỗ. Vô Thành và Vô Long cũng không tốt hơn bao nhiêu không biết bọn họ sử dụng bí pháp gì mà có thể để sót một chút tinh thần lực, trong lúc nổ tung có thể thoát khỏi. Nhưng tinh thần lực đã bị tổn thương hơn phân nữa, vừa về biển ý thức, hơi thở của hai người lập tức huệ hoài, gần như khó mà đứng vững được. Sức mạnh của hai người bọn họ đều đặt trong pháp tướng tinh thần, hôm nay bị thương nặng bằng cách này, chỉ sợ cũng rất khó phát huy ra thực lực cảnh giới thần hải lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, vây công của ba người vô thường đã bị phá. Vô thường chết. Vô Thành và Vô Long thì bị thương nặng. Pháp âm chừng mắt như muốn nứt ra, lúc nãy anh ta vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ đành trợn mắt nhìn Đường Tuấn ra tay đánh bị thương người khác. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ thực lực chùa Bái Đính sẽ giảm đi nhiều. Trừ phi anh ta có thể bắt Đường Tuấn, dùng máu tươi của anh chế tạo ra đạo thể chính thức thì mới có thể đền bù tổn thất này. Nghĩ tới đây, mặt Pháp Em mờ trầm xuống, anh ta phun ra một ngụm máu tươi, máu hóa thành xương máu màu vàng nhạt, nhuộm lên người của anh ta tốc độ của anh ta tăng vọt, chỉ trong vài bước đã tới đến trước người đường Tuấn, nắm đấm nhuốm máu tươi đánh mạnh ra, tựa như một Phật đà đẫm máu. Trong lòng đường Tuấn nổi lên cảm giác nguy cơ, chỉ kịp ra quyền. Anh không dám có bất kỳ do dự, trực tiếp vận dụng sức mạnh đạo thể. Hai đám mây cuồng bào đồng thời xuất hiện trên nắm tay của hai người, không ngờ hai quyền này đều đột phá tường âm thanh. Âm inh inh, giống như động đất, cả động bích ngọc bắt đầu lắc lư, gió xoáy kinh khủng tỏa ra bốn phương tám hướng trong động bích ngọc những bộ xương khô của các thế hệ trụ trì chùa bái đính đều bị lan đến nứt vỡ hóa thành bụi chỉ còn di hài hàn nhật long là vẫn còn nguyên vẹn da thịt ở cánh tay của pháp âm bị nứt vỡ lộ ra xương cốt ánh kim bên trong thậm chí trên xương của anh ta còn hiện lên từng đường dạn trông rất khủng bố đường tuấn cũng không khá hơn là bao tóc của của anh bị phủ một mảng lớn sám trắng Chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, người lắc lư như muốn ngã. Dù sao cảnh giới của anh cũng thấp hơn Pháp Âm rất nhiều, một quyền này của Pháp Âm lại còn dùng máu của mình để thúc đẩy, gần như không có cách nào ngăn cản. Nhìn thấy dùng một quyền này mà vẫn chưa đánh chết Đường Tuấn, mặt Pháp Âm lộ vẻ kinh ngạc. Dù là cao thủ thần hải cùng cảnh giới ở đây, Pháp M cũng có lòng tin sẽ đánh chết được kẻ đó. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, anh ta cũng chỉ đành chấp nhận. Đường Tuấn thản nhiên nói, nếu anh vẫn có thể ra một quyền, vậy tôi chắc chắn không ngăn nổi. Mỗi một chữ anh nói đều có máu tươi tràn ra khỏi miệng. Đợi đến khi nói xong, quần áo của anh đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Chương 864 không cùng tộc ta, kỳ tâm phải giết. Đường Tuấn vừa định hành động, bỗng nhiên trong động bích ngọc tỏa ra ánh sáng chói lóa, vô số Phật quang lan ra dọc theo vách động, vô số tiếng tụng kinh bằng tiếng Phạn vang lên trong động dường như có hơn mấy trăm ngàn cao tăng đắc đạo đang niệm kinh đường tuấn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nơi phát ra phật quang và tiếng phạn chính là những kinh văn mà anh nhìn thấy trên vách động lúc này những kinh văn này bị dư chấn của đòn giao thủ mà lộ ra cuối cùng đường tuấn cũng thấy rõ ràng chỉ thấy toàn bộ động bích ngọc phủ kín kinh văn trong lúc mơ hồ cấu thành một cái đại trận trong những phật quang này mang theo khí thế nghiền nát có thể làm cho lòng người thần linh chịu phục nếu là bình thường đương nhiên đường tuấn không sợ nhưng lúc này trạng thái của anh cực kém dưới ảnh hưởng của phật quang và tiếng phạn anh đã có hơi không chống đỡ nổi đây là phật quang đại trận mà trụ trì các thời kỳ của chùa bái đính tôi tiêu phí mấy trăm năm cấu thành chỉ có thể dùng lúc chùa bái đính gặp nguy cơ sống còn lúc đầu tôi vốn không muốn sử dụng trận này nhưng hôm nay nếu không chấn áp cậu triệt để thì e là chùa bái đính tôi sẽ có thảm họa diệt phong giọng pháp âm truyền xuống từ trên động bích ngọc mang theo sát khí rét buốt, đừng nghĩ giấy dụa thoát thân, đại trận này dù là cao thủ đỉnh cảnh giới thần hải cũng có thể bị chân áp. Sựa vào một đạo thể còn chưa nhập thần hải thì vẫn không làm được đâu. Từ lúc cậu tới chùa bái đính thì nên nghĩ đến kết quả này. Vẻ mặt đường tuấn nặng nề. Ngoài động bích ngọc, pháp âm và ba vị trưởng lão vô thành lần lượt đi ra. Nhìn vô thành ôm vô thường, phù hưng kêu lên thất thanh, sư huynh, trưởng lão vô thường, ông ấy. Pháp âm nói, trưởng lão vô thường đã viên tịch rồi. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy Pháp M cũng bị thương nặng, hai vị trưởng lão vô thành và vô long đều uể oải. Pháp âm thở dài, nói trả một cái giá thế này, cuối cùng cũng khiến đạo thể bị thương nặng. Hôm nay cậu ta bị nhốt trong động, phù hưng dẫn theo mọi người đóng giữ ở đây. Chỉ cần cậu ta vừa chết thì lập tức cướp lấy máu, đúc cơ thể vô địch. Đám phù hưng lập tức đồng ý, tuy rằng phải trả một cái giá rất đắt, nhưng cuối cùng đã có hồi báo điều này giống như phỏng đoán của pháp âm và mọi người ở chùa bái đính phật quang đại trận thật sự tạo áp lực rất lớn đối với đường tuấn thậm chí có thể làm bị thương anh làn da của anh như sắt nung dưới ánh sáng mạnh mẽ của phật quang đại trận bắt đầu tỏa ra một làn khói xanh nhạt mờ mịt giống như dấu hiệu của sự tan giã nhưng đây còn chưa phải điều nghiêm trọng nhất thứ phật quang đại trận nhằm vào là tinh thần chỉ có người đi tu mới có thể sống sót dưới ánh sáng mạnh mẽ của của Phật Quang Đại Trận. Không cùng tộc ta, kỳ tâm phải giết. Vô số Phật Quang chiếu vào tinh thần tiềm thức của anh, vô số tiếng niệm kinh Phật vang lên trong tiềm thức của anh, giống như Phật Thích Ca đang khuyên đường Tuấn Quy Y, trở thành một tín đồ trung thành nhất của Phật Môn. Trong tiềm thức của anh thậm chí xuất hiện một hư ảnh tượng Phật tỏa ra ánh sáng vô cùng mờ mịt. Tiềm thức của anh bắt đầu hỗn loạn, có khuynh hướng bị đồng hóa. Nếu thật sự bị hoàn toàn đồng hóa, anh sẽ không còn là chính mình, mà trở thành công cụ bị chùa bái đính tùy ý thao túng. Đến lúc đó đừng nói lấy máu, cho dù muốn đường Tuấn tự sát, e rằng anh cũng sẽ không có bất kỳ do dự. chương 865 nơi đó, đặt một thi thể. Đường Tuấn bất chợt nhớ đến một điển cố. Ban đầu Bạch Tố Trinh vì cứu tướng công hứa tiên của mình mà dẫn nước ngập chùa Kim Sơn. Cảnh tượng ấy giống với cảnh trong tiềm thức của anh lúc này khối ngọc trụ thần bí trong tiềm thức của anh giống như không tồn tại trên mình nó tỏa ra hòa quanh lại không thể xua tan được phật quang và tiếng tụ kinh phật khiến con người có một cảm giác lười biếng giống như đã ăn no không muốn cử động khóe miệng đường tuấn không kiềm được lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ khối ngọc trụ thần bí này mặc dù là một vậy trợ lực mạnh mẽ đã giúp đỡ anh rất nhiều nhưng dù sao anh không thể điều khiển toàn bộ được may mà tao không đặt hết hy vọng lên mày đường tuấn cười khổ Tinh thần lực của anh giống như thủy triều không biết mệt mỏi không ngừng lên xuống, không ngừng tấn công hư ảnh tượng Phật kia. Mà dưới sự tấn công ấy, hư ảnh tượng Phật bắt đầu nhạt hơn chút. "Phật cũng đừng hòng độ tôi." Đường Tuấn hừ lạnh, "Chỉ cần cho anh thời gian, anh tự tin có thể đẩy hết Phật quang từ trong đầu mình ra." Mà lúc này, ở bên ngoài, dưới ánh sáng mạnh mẽ của Phật quang, cơ thể anh dần nóng lên, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, dường như muốn tan hết ra vậy. Nhưng Đường Tuấn không thèm để ý. Toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên hư ảnh tượng Phật trong tiềm thức. Phật quang mạnh hơn nữa, cũng không thể làm hại thân thể. Anh không chú ý đến máu tươi trên quần áo mà lúc bị thương phun lên lại được Phật quang làm cho biến mất, hóa thành huyết vụ hòa với ánh sáng vàng nhạt. Huyết vụ này vốn không tiêu biến, ngược lại ngưng tụ thành một mảnh. Huyết vụ lại không sợ Phật quang, giống như bị người khác thao túng, thong thả lao đến một nơi yên lặng nào đó. Nơi đó, đặt một thi thể chủ nhân của thi thể ấy tên Hàn Nhật Long, là đạo thể 300 năm trước. Huyết phụ đi đến đỉnh đầu của Hàn Nhật Long, lại tiếp tục từng chút một đi vào đỉnh đầu ông ta. Ha! Hai mắt Hàn Nhật Long vốn nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra, một luồng tinh mang lướt qua từ trong đồng tử của ông ta. Hàn Nhật Long lúc này giống như hồi sinh từ cõi chết 300 năm trước. Đầu tiên hắn nhìn thấy đường Tuấn, lại ngẩng đầu liếc chỗ Phật quang đại trận kia, trên mặt dần dần hiện ra lạnh ý đạo thể cũng không phải đồ chùa bái đính sở hữu hàn nhật long nói nhỏ chỉ đủ bản thân mình nghe thấy ai đây là vết thương trùy huyền vu gây ra vốn dĩ cậu còn không phải đi đến bước đó nếu không trùy huyền vu của bát văn cũng không thể nào đả thương đạo thể hàn nhật long tiếp tục lầm lầm lãnh đạm nói vu môn lại vẫn dám xuất trận đáng tiếc hàn nhật long xuất hiện ở môn phái có tầm nhìn thiền cận nếu không đã lấy thân mình ngăn cản vu môn nói xong ông ta khẽ thở dài dường như đang tiếc nuối cho cảnh ngộ của bản thân. Giọng nói vang lên, một giọt máu tươi từ ấn đường của ông ta chảy xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 866 chỉ có tinh thần của anh càng tường tận. Trong giọt máu tươi này giống như mang đến một viên màu vàng, nhưng lại trong suốt chân thực hơn máu của Đường Tuấn, thậm chí ánh sáng chiếu vào đều rực rỡ một màu vàng. Giọt máu tươi này là giọt cuối cùng ta giữ lại, nếu ta và cậu đều là đạo thể vậy ta thành toàn cho cậu hàn nhật long trích máu tươi ở đầu ngón tay sau đó nhẹ nhàng bắn ra giọt máu tươi màu vàng sáng rực bắn vào ngực đường tuấn giọt máu ấy bắn vào ngực đường tuấn liền biến mất không thấy đâu hàn nhật long chậm rãi nhắm hai mắt lại nói một câu đáng tiếc ta không thể lại xuất hiện phong thái đạo thể vô song nữa đường tuấn như cảm nhận được liền mở mắt ánh mắt của hai người giao nhau gật đầu chào hỏi lẫn nhau sau đó hàn nhật long hoàn toàn nhắm mắt trên người lại không còn bất kỳ khí thức nào nữa. Không chỉ có như vậy, cơ thể của ông ta bắt đầu lão hóa, trong nháy mắt liền biến thành cát bụi. Một lát sau, chỗ ấy chỉ còn lại một đống cát bụi. Nhắm mắt lại, vừa mở mắt. Hại vị tôn giả đạo thể Đường Tuấn và Hàn Nhật Long này giống như cách nhau 300 năm. Tạm biệt, Đường Tuấn hơi cúi đầu, sắc mặt nghiêm nghị, nói trong lòng một câu. Anh nhắm mắt lại lần này, sau khi giọt máu của Hàn Nhật Long tiến vào trong cơ thể anh, giống như cơ thể anh xảy ra một loại biến đổi nào đó giọt máu kia của hàn nhật long dường như có chút nhiệt lửa mà cơ thể anh như dầu hỏa hai thứ tiếp xúc với nhau gây ra phản ứng kịch liệt nguyên khí cơ thể của anh cũng đang kịch liệt đông cứng cơ giật không ngừng bị tiêu hao vết thương của huyền không những không ổn ngược lại trong nháy mắt này hoàn toàn bộc phát vốn dĩ tóc anh chỉ hơn nửa là màu xám trắng bây giờ dường như không còn màu đen giống như một thiếu niên nhuộm tóc màu bạch kim lập dị kỳ quái chỉ có tinh thần của anh càng tường tận. Tinh thần Trường Hà thậm chí tấn công một chiều về phía hư ảnh tượng Phật, hoàn toàn đuổi hư ảnh tượng Phật khỏi tiềm thức mình. Một luồng khí tức chết chóc cô quạnh đáng tỏa ra trên cơ thể đường Tuấn, thậm chí da của anh đều ở đây biến thành nhăn nhúng héo khó, giống như từ một thanh niên hơn 20 tuổi qua nửa thế kỷ, từ từ trở thành một ông lão già nua. Nhưng sống lưng anh vẫn thẳng tắp, không có chút nào dao động. Đối với tình trạng cơ thể thay đổi hoàn toàn này, Đường Tuấn ban đầu còn có chút hoài nghi không hiểu và sợ hãi. Thậm chí hoài nghi giọt kia máu của Hàn Nhật Long có phải để lại cho người kế nhiệm chùa bái đính hay không. Nhưng rất nhanh, anh liền xóa hết suy đoán này. Giọt máu kia của Hàn Nhật Long hiển nhiên ấn nấu nơi sâu nhất trong tâm trí, là tinh hoa sinh mệnh chân chính. Chùa bái đính cho dù rộng rãi, cũng tuyệt sẽ không dùng loại bảo huyết này làm tiền đặt cược. Hơn nữa, anh có thể cảm giác được sức sống trong cơ thể ảnh bạo phát mãnh liệt chỉ đợi một cơ hội liền có thể hoàn thành lột xác. Anh chợt nhớ đến một cảnh bản thân đã nhìn thấy trong đầm lầy kia. Một thân cây mọc lên từ trong bùn đất, giống như tình trạng của anh bây giờ, hay nói là rất giống một hạt giống mọc lên từ dưới đất. Có lẽ tôi biết năm đó Hàn Nhật Long trải qua cái gì. Sắc mặt Đường Tuấn hơi trầm xuống, trên mặt chợt thoáng qua vẻ kiên nghị, đáng tiếc cuối cùng mình và ông ta lại không giống nhau. Ông ta có, tôi cũng có. Ông ta không có, tôi cũng có. À, nhắc tới, lần này tôi còn phải cảm ơn Hư Thiên Quang. Nếu là không nhờ trùy huyền vu, có lẽ tôi không thể đạt đến bước này trong thời gian ngắn. Nói đến đây, anh chậm rãi đứng dậy. Anh đã ngồi rất lâu trong hang động, trước đây anh luôn bị Phật Quang áp chế, không thể cử động được. Mà bây giờ, anh cuối cũng có thể vươn vai, hưởng tự do. chương 867 thật trả thú vị gì. Bên ngoài động bích ngọc, Phù Hưng dẫn đầu đông đảo các đệ tử chùa bái đính chấn thủ. Trong bọn họ trừ Phù Hưng ra, còn có bảy tám tôn sư đại cảnh, là cao thủ thực sự của chùa bái đính. Đường Tuấn bị Phật Quang Đại trận giam trong động bích ngọc đã được 5 ngày. Hai ngày bắt tiên, bọn họ còn hết sức cẩn thận, rất sợ đường Tuấn thoát khỏi cạm bẫy và chùa bái đính nhuộm máu. Nhưng bây giờ qua 5 ngày, trong động bích ngọc lại không có bất cứ động tính gì, như chết lặng vậy. Bọn họ không tránh khỏi có chút thả lỏng, lúc này đang tụ năm tụ ba ở một chỗ tán gẫu. tôi nhìn đạo thể cũng chỉ có vậy, bị chân áp trong động bích ngọc năm ngày, giống như người chết vậy, ngay cả một tiếng hừ cũng không có. thật trà thú vị gì? đừng nói lung tung, cũng không phải đạo thể không mạnh, mà phật quang đại trận trong động bích ngọc đó quá mạnh. chùa bái đính tôi có thể sánh ngang với chùa ba vàng, trở thành hai môn phái lớn của phật môn. nhân tố của động bích ngọc chiếm phần lớn. ta nghe một trăm năm trước chùa Ba Vàng từng có một vị cao thủ đến, muốn để cho chúng ta chùa Bái Đính trở thành một nhánh của chùa Ba Vàng. Khi đó chủ trì đương nhiệm chùa Bái Đính chúng ta liền dẫn ông ta vào động Mộc Bích, sau khi ra khỏi động, chùa Ba Vàng không dám nói đến chuyện thống nhất nữa. Hừ, tuy nói như thế, nhưng tên đạo thể hiện tại có phần quá yếu đuối, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có. Tôi nhìn chủ trì và mấy vị trưởng lão đề cao cậu ta quá. Sư huynh nói không sai, 300 đầu trước chùa bái đính ta mặc dù sinh ra đạo thể, nhưng cũng vì thế chùa bái đính chúng ta đã rước phải đại họa, bị buộc phải phong sơn gần 10 năm. Hàng trăm năm qua, chùa bái đính ta lại vì vậy mà không còn uy danh. Tôi thấy tên này vốn dĩ không phải đạo thể tuyệt thế vô song, mà là mầm mống tai họa. Mấy người này nói chuyện phần lớn đều là các đệ tử trẻ tuổi của chùa bái đính, sủng bái chùa bái đính gần như phát điên, đối với chuyện năm chưa, bọn họ chỉ là được nghe kể, tất nhiên không có thiện cảm với vị sư tổ Hàn Nhật Long vì chùa bái đính suýt chút nữa rơi vào nguy hiểm này. Được rồi, cũng đừng nói chuyện nữa, để tôi có tinh thần, cận thân đạo thể phản kháng cuối cùng. Phù hưng nghe thấy nhưng tiếng này liền mắng, sắc mặt ông ta có chút buồn bã, nhưng đệ tử trẻ tuổi của chùa bái đính này sao lại kiêu căng ngạo mạn như thế, tương lai thật sự có thể gánh đại kỳ của chùa bái đính không? Chỉ hy vọng chuyện này có thể sớm chấm dứt, chùa bái đính ta có thể sinh ra một đạo thể nữa đến lúc đó, chùa bái đính ta mới có thể nâng cao danh tiếng. Dựa vào đạo thể, ít nhất có thể khiến chùa bái đính ta hưng thịnh trong 200 năm. Trong lòng phù hưng lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa động bích ngọc. Những người khác không kiềm được biểu môi, mấy ngày nay tin tức phù hưng trọng thương truyền khắp chùa bái đính. Khi xua ông ta là thủ tọa giới luật viện của chùa bái đính, uy nghiêm không ai bằng. Nhưng lúc này mọi người lại không coi lời nói của anh ta ra gì, lẩm bẩm xem ra sư thúc phù hưng không chỉ bị đạo thể đả thương, ngay cả lá gan cũng bị dọa sợ. Một đạo thể bị trọng thương, dựa vào chùa bái đính ta thuận tiện chấn áp được. Sắc mặt phù hưng hơi khó coi, chuyện xảy ra ngày đó trong động bích ngọc trung quy chỉ có số ít người của chùa bái đính biết được. Ngay cả trưởng lão vô thường cũng bỏ mạng, tin pháp âm bị trọng thương đến nay đều bị phong tỏa, đám người an nhàn này, nguy hiểm sâu trong núi, như ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết sự kinh khủng của đạo thể thế nào chương 868, không biết điều. Những người khác vốn đáng mờ mịt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù ngoài miệng bọn họ nói đạo thể làm sao có thể chịu nổi, nhưng trung quy không phải thứ bọn họ có thể chống cự lại. Dường như muốn kiểm chứng lời của Phù Hưng, một bóng người chậm rãi hiện ra từ trong động bích ngọc. Làn da bóng người kia khó khăn, nhìn thật sự giống như da bọc xương, mái tóc anh màu xám trắng, cả người trông giống như một ông lão già nua. Nhưng Phù Hưng vẫn nhận ra anh. "Đường, Đường Tuấn, cậu lại trốn thoát được từ trong Phật quang đại trận." Phù Hưng run rẩy lên tiếng. Đường Tuấn nhìn xuống đất, chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, "Một Phật quang đại trận thôi, còn không thể giam giữ tôi được." "Sư thúc Phù Hưng, sợ cậu ta làm gì? Cho dù cậu ta chạy thoát khỏi Phật quang đại trận, nhưng nhìn dáng người cũng đã bị thương nặng, sắp chết rồi. Chúng ta hợp lực, chém chết cậu ta tại chỗ." một vị hòa thượng hơn 30 tuổi xông ra khỏi đám người ra, trong tay nắm chặt một cây chùy diệt ma, lạnh lùng nhìn đường Tuấn. Người này tên là Nhân Nghĩa, tu vi chân khí tại cảnh giới trung kỳ, trừ phù hưng ra là đệ nhất cao thủ trong đám người chỗ chùa bái đính ở đây. Anh ta là cùng lứa đệ tử trẻ tuổi của chùa bái đính, rất có uy quyền trong đám người. Một câu nói, lập tức khiến sợ hãi của mọi người tiêu tan không ít. Sư huynh Nhân Nghĩa nói không sai. Nhìn bộ dạng của cậu ta như đã chết rồi, cần gì để chủ trì và các trưởng lão ra tay, chúng ta liền có thể chém chết hắn. Có người phụ họa. Phù Hưng nhìn Đường Tuấn, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này Đường Tuấn quả thật cho người khác cảm thấy anh lúc nào cũng có thể tắc thở, không giống đạo thể vô song mà ông ta biết chút nào. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu ông ta, đúng lúc này không gian vang lên một tiếng hử lạnh của Đường Tuấn. Không biết điều, Đường Tuấn nâng một tay, một luồng nguyên khí đất trời bắn ra từ tay anh như thủy triều một đám người bao gồm cả nhân nghĩa, lúc trước mặt còn đầy sát ý, nhưng hứng chịu một đòn của đường Tuấn, nhưng ngay cả phản ứng cũng không kịp, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, ngã đập xuống sườn núi, đều tắc thở. Đây, lúc này Phù Hưng mới phản ứng được, một đòn đó của đường Tuấn cũng mạnh không kém trước đây, không nhìn ra trọng thương chút nào. Nhưng lúc này vốn không để cho ông ta suy nghĩ nhiều, thấy đường Tuấn vừa ra liền giết mấy vị hòa tặng trẻ tuổi chùa bái đính, Phù Hưng cũng chưa nói được gì, liền ra đòn đánh. Cho dù ông ta trọng thương, nhưng đòn đánh vẫn có chân khí chuẩn mực của vị tôn sư đại cảnh. Ba Đường Tuấn trực tiếp nắm một đánh của Phù Hưng, bóp một cái, tiếng xương vỡ vụn giòn tan truyền đến. Toàn bộ một đánh của Phù Hưng không những không làm Đường Tuấn bị thương, ngược lại bị Đường Tuấn phế một cái tay. Mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy xuống chán Phù Hưng, nắm cánh tay điên cuồng hét lên, Đường Tuấn, cậu muốn làm gì? nơi này là sơ môn của chùa bái đính chúng tôi, chẳng lẽ cậu muốn tàn sát tất cả chúng tôi sao? chương 869, anh dối cục là ai? Những đệ tử khác chùa bái đính nghe thấy âm thanh trong sương mù, nhưng mắt phù hưng lại biến sắc, bất chấp cánh tay bị thương, nhanh chóng quát đệ tử của chùa bái đính, nhanh đi thông báo cho các viện của chùa bái đính, để các cao thủ các việc chạy đến sơn chủ. Sự tồn vong của chùa bái đính định đoạt trong hôm nay. Nói xong, ông ta chạy về phía sơn chủ những đệ tử kia chố mắt nhìn nhau một lúc, sau đó chờ tỉnh ngộ, vội vàng chạy đi khắp nói, thông báo các viện, ngay cả thi thể của mấy người nhân nghĩa cũng chưa thu dọn lại. Khi Phù Hưng và các đệ tử từ các viện của chùa Bái Đính lao đến, Đường Tuấn đã đến chính giữa sơn chủ của chùa Bái Đính trước một bước. Một tòa tỉnh thiền viện to lớn ở trên đỉnh núi, ba chữ tĩnh thiền viện, to đùng mã vàng dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sáng trói mắt dị thương. Đường Tuấn nhảy xuống từ trên không, nhìn ba chữ to kia, nụ cười ở khóe miệng càng lạnh lùng. Tính thiền viện này là nơi ở của phương trượng trụ chỉ qua nhiều đời của chùa Bái Đính, lại là nơi bản chính sự của chùa Bái Đính. Mặc dù là địa phận quan trọng của chùa Bái Đính, nhưng lại không có người canh giữ, bởi vì không đệ tử hòa thường của chùa Bái Đính dám tự tiện xông vào đây. Đường Tuấn đi dạo quanh sân vắng trong điện, giống như đi dạo trong hoa viên nhà mình vậy. Anh hấp thu giọt máu của Hàn Nhật Long, đồng thời cũng tiếp nhận một số ký ức của Hàn Nhật Long, không xa lạ gì với điện này. Năm đó Hàn Nhật Long còn tung hoành ngang dọc khắp nơi, địa vị ngang với phương trưởng chủ trì đương nhiệm của chùa Bái Đính, cũng sống ở trong tĩnh thiền viện này. Đáng tiếc, Hàn Nhật Long chưa chết, liền bị người ta lấy máu, cuối cùng chỉ có thể ngồi chết trong động Bích Ngọc. Thậm chí cho tới bây giờ, còn phải chịu đựng lời chỉ trích của rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của chùa Bái Đính. Đường Tuấn cảm thấy đáng tiếc thay Hàn Nhật Long. Đứng lại, anh là ai? Lúc này một tiếng quát truyền tới từ bên hông thiện Việt. Đường Tuấn dừng bước, nhìn theo tiếng quát. Một hòa thượng trẻ tuổi dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo chắp hai tay sau lưng, mặt đầy ác cảm nhìn đường Tuấn. Tuy anh ta chọc đầu, mặc quần áo hòa thượng, nhưng trên người lại không có khí chất của một người nhà Phật, ngược lại giống như một cậu chủ gia đình quyền thế hơn. Đường Tuấn nhìn anh ta, nhíu mày. Anh cảm nhận được trên người hòa thượng trẻ tuổi này có một luồng khí tức rất phi diệu, loại khí tức này anh cảm nhận qua giọt máu của Hàn Nhật Long anh im lặng một lúc trên mặt nở nụ cười thấp giọng nói tôi biết rồi vốn dĩ chùa bái đính dùng máu của ông ta để tạo ra một đạo thể giả ha ha khó trách chùa bái đính luôn không dám để cho anh xuống núi loại hành động này thật sự có chút mất liêm sỉ nếu là tôi tôi cũng không còn mặt mũi nào xuống núi hòa thượng trẻ tuổi nghe thấy ba từ đạo thể giả sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi anh ta vốn dĩ hận nhất ba từ này không có người nào tình nguyện trở thành thế thân của người khác, anh ta được nhận mọi thứ từ Hàn Nhật Long nhưng vẫn không thừa nhận cách gọi này, cảm thấy đó là một nỗi nhục lớn đối với anh ta. Bởi vì cậu ta là đại sư huynh đương nhiệm của chùa Bái Đính, sư đệ duy nhất của Pháp Âm, người nối nghiệp tương lai của chùa Bái Đính, Luân Châu. Anh dối cục là ai? Trong mắt Luân Châu lộ ra sát ý, trầm giọng nói. Chương 870, cậu sao vẫn chưa chết? Im miệng, tôi không quan tâm anh là ai hôm nay đều phải chết hai mắt luân châu đỏ ngầu dường như giận dữ đến mức phun ra lửa tăng phục tung bay vù vù vang dội giống như thiết phục một chân giẫm xuống sàn nhà lát đá xanh cơ thể nhanh như điện bắn lao về phía đường tuấn đánh một trưởng về phía đầu đường tuấn một đạo thể giả chỉ có thế thôi đường tuấn lắc đầu cũng đánh ra một trường tay hai người vừa mới chạm nhau cánh tay áo tăng phục của luân châu bị nổ thành từng mảnh cùng một tiếng sấm trầm thấp Cả người văng ra ngoài, khóe miệng dỉ máu. Luân Châu miến cứng đứng vững trên đất, sắc mặt hơi tái nhợt, khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lúc mới vừa rồi giao thủ với Đường Tuấn, anh ta có cảm giác cảnh giới của đối phương giống với mình. Luân Châu luôn tự nhiên cảnh giới của mình vô địch, coi thường đám người mục phương, trương tĩnh hòa, nhưng bây giờ bị một trưởng người này đánh bại. Người cao ngạo như anh ta sao có thể tiếp nhận kết quả này? Anh kém xa Hàn Nhật Long, Đường Tuấn nói những lời này càng khiến Luân Châu cảm thấy rất chói tai. Rào 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 rào. Vào lúc này cửa lớn của tĩnh thiền viện đồng thời mở ra, ba thân ảnh từ trong sân tĩnh thiền viện chạy vào, chắn trước người Luân Châu. Chính là ba người pháp âm, vô thành và vô long. Qua năm ngày nghỉ ngơi dưỡng thương, vết thương của ba người đã đỡ một chút, nhưng khí tức vẫn yếu ớt. Cánh tay của pháp âm quấn vải rất dày, cái tay còn lại cầm một cây thiền trượng vô thành và vô long lại thê thảm, tinh thần của bọn họ bị tổn thương nghiêm trọng, cơ hồ cảnh giới thần hải bị hạ thấp, vốn dĩ không phải trong vài ngày đã khỏi được. Pháp âm cao mày, mặt đầy cảnh giác nhìn đường Tuấn, có chút không dám tin nói, đường Tuấn. Đường Tuấn cười nhạt nói, không ngờ có 5 ngày không gặp, đại sư Pháp âm đã không nhận ra tôi. Giọng nói vang lên, mặt vô thành và vô long liền biến sắc, như gặp được quỷ. Thiền trượng trong tay pháp âm phát ra âm thanh đinh đinh rất trong trẻo, như sắp có nguy hiểm. Vô Long run giọng nói, cậu làm sao có thể thoát ra khỏi phát quang đại trận? Đường Tuấn nhún vai, dường như xem thường việc trả lời câu hỏi này. Câu hỏi của Pháp Âm lại thẳng thừng hơn, cậu sao vẫn chưa chết? Giọng nói chứa đựng oán khí cực lớn. Đường Tuấn cười nói, sắp rồi. Vô Thành nhìn về phía mái tóc xám của Đường Tuấn và làn da như vỏ cây, bỗng nhiên bật cười vui vẻ nói, xem ra Phật quang đại trận tiêu hao phần lớn sinh mạng của cậu quả thật cậu cách cái chết không còn xa. Audio điện tử võ tấn bền. chương 871, cậu sao vẫn không chết. Đánh xong trường này, đường Tuấn lại trở về vị trí cũ, giống như chưa từng di chuyển. Cậu không phải nói cậu sắp chết rồi sao? Pháp M nhìn vô thành mềm mũ ngã xuống đất, điên cuồng hét lên. Sắp rồi, tôi sẽ đưa các anh đi gặp Phật tổ trước. Câu trả lời của đường Tuấn dường như muốn Pháp âm hộc máu, Pháp M nhìn chầm chầm mái tóc xám xít của đường Tuấn, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi không tin, vô Long tiến lên trước một bước, chợt quát lên. Ba người ông ta và vô thường, vô thành sống cùng nhau nhiều năm, nhưng mấy ngày ngắn ngủi, hai người kia liền chết trong tay đường Tuấn, ông ta sao không hận được. Lần này, đường Tuấn lại chỉ cử động cơ thể, lại đánh ra một trường. Lần này, tốc độ của anh càng kinh khủng hơn, trực tiếp chọc thủng vật chắn âm. Vô Long bị thương nặng, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, bị một trưởng trực tiếp đánh chết. Đường Tuấn hoàn thành xong, liền ung dung điềm đạm đứng trước mặt Pháp Âm và Luân Châu, nở nụ cười nhìn hai người. Pháp Âm run giọng nói, cậu sao vẫn không chết. Trong trí nhớ của anh ta, cơ thể Đường Tuấn bị thương nặng, không thể nào dễ dàng sử dụng thủ đoạn phá âm được. Hai từ của Đường Tuấn vẫn khiến anh ta bực bội muốn hộc máu, sắp rồi. Pháp âm dường như bị chọc tức một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên lúc đầu đường tuấn nói như vậy anh ta còn tin nhưng bây giờ thực lực của đường tuấn dường như rất đáng sợ đánh chết cả ba vị trưởng lão vô thường vô thường và vô long hơn nữa bản thân còn lộ ra vẻ rất vui sướng căn bản không giống như sắp chết nếu pháp âm tin tưởng anh ta mới là người ngu luân châu cũng không dám tin lúc này anh ta mới biết trước đây anh ta ngạo mạn quá nhiều đường tuấn hai trưởng liền đánh chết hai vị trưởng lão cảnh giới thần hải giỏi giang của chùa bái đính tuy nói vô thành và vô long đã bị thương nặng, nhưng dù sao vẫn là cao thủ cảnh giới thần hải thứ thiệt, cũng không phải dạng tâm thường. Mà sư phụ của anh ta phương trưởng Pháp M cũng không dám cả ra tay. Đạo thể lại mạnh mẽ như thế, lúc này khát vọng đạt được đạo thể của Luân Châu đã đến cực điểm. Lúc Luân Châu giống như nhìn chăm chú khát khao của mình. Nhìn thấy sự mạnh mẽ của đạo thể chân chính, anh ta làm sao có thể thỏa mãn làm đạo thể giả. Pháp âm cũng không phải không dám ra tay, mà không thể ra tay. Ngày ba vị trưởng lão đạt cảnh giới thần hải của chùa Bái Đính cũng chết, hôm nay chỉ còn lại anh ta vị phương trượng chủ trì này, nếu như anh ta cũng chế, ai sẽ gánh vác chùa Bái Đính? Luân Châu sao, không đủ tư cách, không đủ thực lực. Cho nên anh ta vẫn chưa thể chết. Đường thí chủ, nên dừng tay. Nỗi oán giận ngút trời không thể nào rửa trôi, nhưng pháp âm vẫn cố gắng kiềm chế bản thân không ra tay. Lúc này anh ta không nắm rõ thực lực của Đường Tuấn, thậm chí cảm giác dù cho anh ta dùng toàn lực ra tay, cũng không chắc chắn có thể lại khiến Đường Tuấn bị thương. Ha, à, vì sao tôi lại phải dừng tay, chùa bái đính các anh dự tính hại tôi, tôi chỉ trả thù mà thôi. Cho dù tàn sát hết chùa bái đính của anh cũng không là gì. Đường Tuấn nở nụ cười thản nhiên, nhưng mang sát ý lạnh lùng thấu xương. chương 872 không là gì với thực lực bây giờ của anh những ghi chép được cuộn lại bằng dây bìa có chút tàn tạ trang sách hố vàng nếu không phải chùa bái đính gìn giữ cần trong những ghi chép này e rằng đã bị phá hỏng hết lũ này vào giữa trưa ánh nắng mặt trời gay gắt từ bên ngoài chiều vào trong điện đường tuấn ngồi khoanh chân trên phiến đá trong sân anh vẫn mang mái tóc cánh trắng khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn anh hơi nhắm mắt khiến người khác cảm thấy lười biếng dường như lúc này anh đang ngủ thiếp đi vậy Pháp M đặt những ghi chép trên phiến đá, nhìn thấy cảnh này, không lên tiếng quấy dày. Anh ta đột nhiên thấy cảnh này hơi quen thuộc, nhưng lại không thể nói ra cảm giác quen thuộc này ở đâu. Qua mười mấy phút, đường Tuấn mới chậm rãi mở mắt. Anh mở rộng eo, nhảy xuống từ phiến đá, đi đến bên cạnh Pháp M, nhìn người cuốn ghi chép kia, trong mắt anh lộ ra ý cười. Pháp âm muốn nói nhưng lại thôi. Nói đi, chuyện gì? Đường Tuấn nhìn anh ta, Pháp M nói, đường thí chủ, lúc cậu đến chùa bái đính, tôi đã nói tin này với nhà họ tôn ở phía đông bắc và nhà họ hư ở phía tây nam. Đường Tuấn nghe vậy, liền híp mắt, tên người tỏa ra luồng khí tức lạnh thấu xương, trầm giọng nói, xem ra chùa bái đính của anh thật sự vẫn muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Sắc mặt Pháp âm hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không cãi lại. Anh mới vừa muốn nói người nhà họ tôn và nhà họ hư sẽ đến chùa bái đính sao? ngón tay đường tuấn nhịp gõ lên bìa mấy cuốn ghi chép, nhìn chầm chầm Pháp âm nói. Pháp M gật đầu, nói, nhà họ hư và nhà họ tôn đã đồng ý, mấy ngày này chắc sẽ đến chùa bái đính. Lúc Pháp âm nói ra điều này, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Vốn dĩ vẫn là anh ta chủ động liên lạc với người nhà họ tôn và nhà họ hư, nhưng bây giờ lại không thể không nói cho đường tuấn, tránh để đường tuấn hiểu lầm. Kiểu hành động có chút mất thể diện này, nhưng lúc này vì chùa bái đính, Pháp M lại không thể không làm như vậy. Nhà họ Tôn và nhà họ Hư, Tôn Vận Kỳ và Hư Thiên Quang đều bị tôi đả thương, chu dù hai nhà liên thủ vừa có thể làm khó gì được. Đường Tuấn thấp giọng nói. Sắc mặt Pháp âm hơi nghiêm nghị nói, đường thí chủ, nhà họ Tôn và nhà họ Hư mặc dù không truyền nhiều đời như chùa bái đính chúng tôi, nhưng không thể khinh thường như vậy được. Nhà họ Tôn và nhà họ Hư rất có thể đều có cao thủ cảnh giới thần hải canh giữ, loại thủ cấp cao như vậy đều trấn giữ trong tộc sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng trước đây không lâu cậu đánh nhà họ tôn và nhà họ hư đánh thê thảm như vậy, nói không chừng lần này sẽ ép cảnh giới thần hải của hai nhà họ ra tay. Đường Tuấn lộ ra chú kinh ngạc nói, nhà họ tôn và nhà họ hư vẫn còn có cao thủ cảnh giới thần hải sao. Pháp âm gật đầu nói, cha của tôn vận kỳ tôn thành đã biến mất trong giới võ đạo nhiều năm, rất nhiều người suy đoán ông ta đã vào thần hải. Mà nhà họ hư, Nghe nói mấy năm trước hư thiên quang chọc phải một vị cao thủ cánh giới thần hải, vị kia cao thủ cảnh giới thần hải đến tận nhà đánh, cuối cùng chỉ có thể ôm hận rời đi. Cho nên nhà họ hư rất có thể cũng có cao thủ cảnh giới thần hải canh giữ. Tôi biết rồi, đường Tuấn khoanh tay, bày ra dáng vẻ tùy tiện, nếu chỉ là cao thủ thần hải thông thường, không là gì với thực lực bây giờ của anh. chương 873, người ở giữa là ai? Ngày hôm đó, anh đứng trên nóc tính thiền viện, Chắp tay nhìn cảnh núi minh mông ở cách đó không xa. Trải qua mấy ngày này tu dưỡng và xem ghi chép của Hàn Nhật Long, khí tức của bên trong anh càng thâm hậu, giống như gỗ mục cô quạnh. Ngay cả Pháp M đứng sau lưng anh, khoảng cách gần như vậy cũng không cảm giác được luồng chân khí không ổn định trong cơ thể đường tuấn. Sốt của cậu ta đã lĩnh hội gì từ những ghi chép tay đó? Chẳng lẽ đã đột phá đến cảnh giới thần hải rời sao? Cái ý nghĩ này trượt hiện lên trong đầu Pháp M, sau đó càng mãnh liệt. Ngay lúc này, bầu trời xa xăm xuất hiện ba chấm đen, một tiếng sấm trầm thấp truyền đến, pháp âm, chúng tôi đã đến. Đạo thể ở đâu? Sắc mặt pháp âm đột nhiên biến đổi. Tiếng sấm rền vàng ở những nơi khác trong chùa bái đính, cả ngôi chùa đề phòng. Đường Tuấn hơi nheo mắt lại, nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ nhìn thấy ba bóng người đang đứng trên không trung, cho dù khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm giác được khí thế kiềm chế cực mạnh trên người bọn họ bất ngờ là ba vị cao thủ cánh giới thần hải. Giữa là một ông già dâu tóc bạc trắng, thân thể ông già cường tráng, cơ thể cao hơn 1m8, trên người nổi cuồn cuộn bắp thịt, dáng vẻ nhìn cường tráng hơn người trung niên vài phần. Gương mặt ông ta nghiêm nghị, cho người khác một loại khí tức của cấp trên nhiều năm điều khiến binh quyền. Mà bên trái chính là ông già mặt mũi tiểu tụy, ông ta khom người như một ông già bình thường. Nhưng đường Tuấn cảm nhận được khí tức tanh tưởi u ám trên người ông ta bên phải chính trẻ tuổi nhất trong ba người, nhìn hơn 40 tuổi, khuôn mặt nổi bật, cho người khác một cách giác hung ác. Quần áo anh ta mặt rất kỳ quái, trên quần áo còn vẽ những ký hiệu và đường vân kỳ dị. Quần áo rất thùng thình, giam cả người anh ta bên trong, chỉ lộ ra hai tay và đầu. Ba vị cao thủ cảnh giới thần hải trong các, mặt đường tuấn hơi biến sắc. Hư thanh nhã, ông ta còn chưa chết. Pháp âm nhìn về ông già mặt mũi tiểu tụy phía bên trái, môi khẽ run nói. Hư Thanh Nhã, là người nhà họ Hư, Đường Tuấn hỏi. Trong đôi mắt của Pháp âm lộ ra chút sợ hãi nói, Hư Thanh Nhã là là một người cùng thời với sư phụ ta, chắc hẳn ông ta cũng sắp 100 tuổi. Lúc ông ta còn trẻ, liền phiêu du khắp nơi, ngay cả chọn các thế gia võ đạo và môn phái. Ông ta ra tay tàn độc, người bại dưới tay ông ta, hoặc gãy tay hoặc gãy chân, hoặc trực tiếp bỏ mạng. Năm đó, ông ta cũng từng lên chùa bái đính khiêu chiến, bị sư phó ta cản lại nhưng trận chiến ấy, ngay cả sư phụ ta cũng chỉ đánh ngang bằng ông ta. Khi đó tổ chức nghịch luân còn chưa thành lập, từng có một thôn dân nói ông ta mất cô, bị hư thanh nhã nghe được, hư thanh nhã chu diệt người cả một thôn cho hả giận. Sau đó vì trêu chọc địch mạnh quá nhiều, hư thanh nhã bị vây giết, nghe nói đã chết. Không ngờ rằng là chết giả. Người ở giữa là ai? Đường Tuấn hỏi. Là Tôn Thành, cha của hư vận kỳ. Ông ta 10 năm nay vẫn là cảnh giới chân khí, Sao mới qua 10 năm lập tức đã lên cảnh giới thần hải trung cấp rồi? Pháp âm hơi không hiểu nói. Chùa Bái Đính mặc dù ở sau trong núi, nhưng vô cũng hiểu biết tin tức giới võ đạo và thế giới. Chương 874, mày đáng chết. Đường Nhiêu cười nói, tôi chính là Đường Tuấn, không phải các người đòi máu của tôi hay sao? Vậy đến lấy đi này. Pháp âm ở bên cạnh nhìn vậy chỉ giữ im lặng. Đạo thể này đúng là chẳng coi ba vị cảnh giới thần hải trung kỳ ra gì cả còn đâm đầu vào chỗ chết khiêu khích người ta pháp âm anh đi xuống trước đi đường tuấn thuận miệng nói với pháp âm pháp âm đã bị thương nặng ở lại chỉ làm vướng víu thêm pháp âm gật đầu bay trở về chùa bái đính ba người tôn thành cũng không ngăn cản tập trung tinh thần nhìn chằm chằm về phía đường tuấn ánh mắt hư thanh nhã không mảy may che giấu tí sát khí nào thản nhiên nói mày đáng chết tôn thành nhìn đường tuấn trong dáng vẻ giống như người già Ông ta nhếch miệng cười khinh bỉ, nói, xem ra trận chiến ở chùa Bái Đính đã khiến cậu bị thương rất nặng, phải rơi vào thảm cảnh như thế này. Cậu quá tự cao, nhìn thấy ba người bọn tôi mà không chịu đi, còn dám chủ động đưa đầu ra. Đúng là thứ mất não. Còn người đàn ông mặc quần áo kỳ quái còn lại cũng cười khẩy, dường như đang chế giễu Đường Tuấn không biết tự lượng sức mình. Vụt, ba người đồng loạt ra tay, gần như không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Tôn Thành đấm một đấm về phía lồng ngực đường Tuấn, chiêu thức quen thuộc. Hư Thanh Nhã vung hai tay lên, hai cụm sát khí dợn người quấn quanh trên hai bàn tay của ông ta, nhắm về phía cổ đường Tuấn. Đòn còn chưa kịp tới đã có thể cảm nhận được khí lạnh thấu xương từ hai tay Hư Thanh Nhã khiến lớp da trên cổ đường Tuấn nổi cả da gà. Còn trong tay người đàn ông trung niên kia nhoáng một cái đã nắm chặt cây dao găm trong tay từ khi nào, chĩa thẳng vào phần bụng của đường Tuấn. Trên thân dao găm khắc họa từng đường nét màu kim loại, mang đến cho người ta cảm giác cuốn hút đến mê muội. Cây dao găm này là trùy huyền vu, từng làm đường Tuấn bị thương. Trên dao găm có khắc hỏa tám đường vân, rõ ràng đây là trùy huyền vu bát văn. Người đàn ông trung niên này thế mà lại là người của vu môn, lần này con dao găm trùy huyền vu nằm trong tay ông ta còn kinh khủng hơn khi nằm trong tay hư thiên quang nhiều. Đường Tuấn nhếch miệng cười lạnh, nếu anh đụng phải ba người này trước khi đến chùa bái đính thì chắc chắn chỉ có đường chết, không có đường sống nhưng bây giờ vết thương do trùy huyền vu của anh gần như đã khỏi hẳn, lại còn ẩn ẩn hiện hiện dấu vết đột phá cảnh giới huyền bí của đạo thể, thực lực đạt tới đỉnh cao trước giờ chưa từng có. chương 875, sao mày còn chưa chết? Cú đấm của Tôn Thành vào lồng ngực Đường Tuấn chỉ khiến Đường Tuấn lùi lại nửa bước. Nhưng một trường của Đường Tuấn lại khiến hư thanh nhã bay ra ngoài, còn người đàn ông trung niên vu môn kia thì cánh tay càng bị ảnh hưởng nặng hơn, suýt chút nữa không cầm chắc được dao găm trùy huyền vu dung cảnh giới chân khí đối đầu với ba cao thủ cảnh giới thần hải còn chiếm được thế thượng phong dù pháp âm có đánh giá cao thực lực của đường tuấn nhưng cũng không ngờ được rằng đường tuấn lại mạnh đến thế hóa ra đây mới chính là thực lực thật sự của đạo thể vậy mà trước đây hồi ở chùa bái đính mình còn định đối đầu với cậu ta đúng là buồn cười pháp em mờ cười bây giờ trái lại anh ta cảm thấy khá may mắn không đắc tội đường tuấn quá nhiều lúc này Mấy người Luân Châu và Phù Hưng đang ở ngay bên cạnh pháp âm. Luân Châu nhìn chằm chằm vào cuộc chiến kịch liệt đang diễn ra ở trên không trung, dư chấn từ cuộc chiến kia khiến cả anh ta là Ngụy Đạo thể cũng hơi run sợ, nhưng Đường Tuấn thì vẫn bình tĩnh như thường. Một cảm giác bất lực nặng nề trỗi dậy trong lòng anh ta, anh ta lẳng lặng siết chặt nắm tay, thầm oán hận, nói: "Sao mày còn chưa chết?" Thân sắc mấy người Phù Hưng nghiêm nghị nhưng trái tim lại như đang bị treo lên. Sư huynh Lần này ba người Tôn Thành giám liên thủ đánh tới đây chắc hẳn đã chuẩn bị chu toàn cả rồi. Ai thắng ai thua còn chưa biết được, Phù Hưng khẽ nói. Mấy vị hòa thượng khác của chùa Bái Đính cũng nhao nhao gật đầu. Mấy ngày nay Đường Tuấn ở lại trong tĩnh thiền viện, chẳng khác gì một cái tát đánh vào mặt bọn họ. Lúc này tất nhiên bọn họ chỉ hận không thể cầu cho Đường Tuấn bị đánh chết. Pháp Âm thở dài, ánh mắt trở nên u ám, nếu Đường Tuấn thua há ba người tôn thành vì tiện bỏ qua cho chùa bái đính thực lực đang bị giảm mạnh. Đáng tiếc, đám hòa thượng chùa bái đính này chỉ muốn xả hận với đường Tuấn, không suy nghĩ gì chuyện sâu xa. Mong là cậu ta có thể thắng, cán cân trong lòng pháp âm càng có khuynh hướng nghiêng về đường Tuấn, chỉ là anh ta biết suy nghĩ này không được thực tế cho lắm. Ba cao thủ cảnh giới thần hải chung kỳ liên thủ với nhau gần như có thể hoành hành khắp nơi, chỉ một mình đường Tuấn thật sự có thể địch nổi ba người kia sao? Ha ha ha! Sướng người, Đường Tuấn lại lần nữa đánh lùi ba người Tôn Thành, anh đứng chắp tay, khí tức trên người không che giấu bớt đi chút nào, gần như không hề yếu ớt hơn so với cao thủ cảnh giới Thần Hải. Nếu Pháp Âm cẩn thận cảm nhận là có thể phát hiện ra khí tức trên người Đường Tuấn đang dần thay đổi, rất giống với khí tức của Hàn Nhật Long, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái. Tóc trên đầu Đường Tuấn dựng thẳng đứng như mấy cây châm, mặc dù gương mặt là già nua nhưng lại như một vị thần chưa từng thua trận. Bên khóe miệng anh đã xuất hiện vết máu, vết máu đỏ thắm, không còn là màu vàng kim nhạt lấp lánh như trước đó nữa. Ba người Tôn Thành liên thủ với nhau đúng là rất đáng sợ, vừa công vừa thủ cho nhau, xem như anh có là đạo thể đi nữa cũng không chiếm được bao nhiêu phần hơn. Nhưng ba người Tôn Thành đều đã bị thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 876, lại là Vu Môn. Tôn Thành và cả Hư Thanh Nhã đều cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc thực lực mà Đường Tuấn thể hiện ra bên ngoài trông không hề giống dáng vẻ đã bị thương. Nếu không phải nhờ vào việc không thể làm giả đầu tóc bạc phơ và khuôn mặt đã già nua kia thì thậm chí bọn họ còn hoài nghi Đường Tuấn vốn không hề bị thương, dường như có loại cảm giác xoay người rời đi. Đường Tuấn lau vết máu bên khóe miệng đi, vẻ mặt thản nhiên, nói vết thương do trùy huyền vu gây ra đúng là rất kỳ lạ, nhưng cũng không phải không có cách để giải quyết. Lời vừa dứt, người đàn ông trung viên thuộc vu môn lập tức thay đổi sắc mặt, tiếp lời, không thể nào. Ta còn hiểu rõ vết thương do trùy huyền vu gây ra hơn cả ngươi, nó là gây tổn thương cho sinh mệnh bản nguyên. Xem như có là cao thủ cảnh giới thần hải cũng không thể chống đỡ được. Xem như ngươi là đạo thể đi nữa cũng không thể nào giải trừ dễ dàng. Dáng vẻ hiện tại của cậu chính là bằng chứng, đừng hòng gạt được tôi. Đường Tuấn nghe thế thì bật cười, nói, nếu tôi nói dáng vẻ của tôi thế này là điểm báo đột phá khỏi sự trói buộc của đạo thể, ông có tin chăng? xung quanh lập tức im lặng tuyệt đối. Trên mặt Tôn Thành và Hư Thanh Nhã đều lộ vẻ khiếp sợ. Nếu Đường Tuấn thật sự sắp đột phá sự trói buộc của cơ thể xác thịt, bước vào thần hải. Với sự mạnh mẽ của đạo thể vô địch cùng cảnh giới, đừng nói là ba người bọn họ, có gấp đôi bọn họ lên cũng chưa chắc là đối thủ của anh. Chuyện này, càng không thể nào. Người đàn ông trung niên thuộc vu môn trần chờ trong giây lát, trầm giọng nói, trong tộc của tôi từng ghi chép lại, từ khi có giới võ thuật tới nay, tổng cộng từng sinh ra năm đạo thể nhưng chưa từng có người nào có thể đột phá khỏi sự trói buộc của xác thịt. Đạo thể được xưng là thể, vô dụng, làm sao cậu có thể đột phá được? Nói xong những lời cuối cùng, giọng nói của người đàn ông trung niên càng lớn hơn, dường như ông ta đang dùng cách này để củng cố lòng tin của chính mình. Bởi vì những gì Đường Tuấn nói thật sự quá đáng sợ. Đường Tuấn nhìn vào người đàn ông trung niên này, trầm ngâm rồi nói, ông hiểu rõ về trùy huyền vu như thế, lại còn biết nhiều về những bí ẩn trong võ thuật như thế xem ra ông thật sự là người của vu môn người đàn ông trung niên giật mình nhếch miệng cười lạnh tiếp lời đúng thế tôi đúng là xuất thân từ vu môn tôi tên là thác huy hoàng là phó môn chủ một nhánh của vu môn huyền vu về thân phận của cậu tôi cũng đã điều tra rất rõ ràng cậu xuất thân từ nhà họ đường là dư nhiệt thánh thủ Tông từ ngàn năm trước hiện giờ nhà họ đường đã bị ban cơ phá hủy chỉ còn lại lẻ loi một mình cậu. Chỉ cần giết đi cậu, Thánh Thủ Tông sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Y học cổ truyền cũng vì thế mà tổn thương nặng, đến lúc đó còn ai có thể ngăn cản nổi vu môn của tôi. Thức thời thì giơ tay chịu chói, giao ra đạo thể. Nếu không, phải chết, Thác Huy Hoàng lạnh giọng nói. Vu môn, hai con chữ này dường như mang theo ma lực kỳ lạ, khi thoát ra khỏi miệng Thác Huy Hoàng, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh đến cả Pháp M là người đứng đầu đám người chùa bái đính càng trưng bộ mặt ngưng trọng. Lại là vu môn, khóe miệng Pháp âm run run, thấp giọng nói, trời đất sắp đổi thay, xem ra đến cả vu môn cũng không kìm được. chương 877, thuật trúc do. Lời vừa dứt đám người chùa bái đính đồng loạt biến sắc. Ánh mắt Luân Châu chợt lẽ, không biết đang suy nghĩ tới cái gì. Trong lòng mấy người phù hưng đều lo sợ bất an, với thực lực của vu môn, Đừng nói bây giờ thực lực chùa Bái Đính đã tổn thất nặng, có là lúc thịnh nhất cũng không chống cự nổi trước Vu Môn. Trụ trì sư huynh, mặc dù Thác Huy Hoàng nói chuyện cuồng vọng nhưng lại rất có lý. Trời đất sắp chuyển vời, chùa Bái Đính này đã bị tổn thương nặng, không bằng chúng ta cứ về dưới chướng Vu Môn, có lẽ còn tìm được chút hy vọng sống. Đúng đấy, Vu Môn được truyền thừa lâu đời, lần này chắc hẳn có chuẩn bị mà đến, đạo thể chắc chắn phải chết, chùa Bái Đính chúng ta cần gì phải chôn cùng với cậu ta kia chứ? Mấy đại sự thủ tỏa các viện chùa bái đính lần lượt lên tiếng khuyên nhủ, chỉ có mỗi phù hưng ngậm miệng không nói. Cầm miệng, năm xưa vu môn đồ sát biết bao nhiêu mạng người chùa bái đính ta và giới võ thuật, thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào. Chùa bái đính chúng ta sao có thể giúp bọn họ phát triển được. Pháp âm thấy mấy người này càng nói càng quá quát, vội quát to chặn miệng. Pháp âm nổi giận, đám người chùa bái đính đành phải tạm thời im lặng, nhưng hạt giống này đã gieo xuống trong lòng bọn họ, Chuyện nghìn năm trước vu môn đã làm đúng là đáng người người oán trách, nhưng có liên quan gì đến bọn họ kia chứ? Tại sao bọn họ lại vì chính nghĩa từ nghìn đời trước mà bỏ qua cơ hội sống của chính mình? Pháp âm thấy thế chỉ có thể thầm than thở. Thác Huy Hoàng nghe thấy cuộc nói chuyện của đám người chùa bái đính, khóe miệng không nhịn được nhếch lên thành nụ cười diễu cợt. Đường Tuấn, xem như cậu thật sự sắp đột phá được thì hôm nay cũng phải chết ở đây. Thác Huy Hoàng đứng ngạo nghễ, nói, năm xưa sau khi diệt trừ thánh thủ tông mấy người, vu môn bọn ta nhờ đó mà có được không ít thư tốt. Bây giờ vừa lúc để cậu được mở mang tầm mắt. Trong lúc nói chuyện, Thác Huy Hoàng lấy ra hai lá bùa màu vàng từ trong tay áo rộng thùng thình, trên lá bùa vẽ rất nhiều phù văn, trông hơi giống với lá bùa ngoài quầy hàng xem bói trên phố. Nhưng trên hai tấm bùa Thác Huy Hoàng lấy ra lại có chân khí dao động. Tôn thành, hư thanh nhã, hộ pháp cho tôi, chờ sau khi tóm được đạo thể, Phu môn bọn ta khắc ghi công đầu của hai người. Chân khí thác huy hoàng tuôn ra ồ ạt như thủy chiều rót vào hai lá bùa trong tay. Tôn Thành và Hư Thanh nhã gật đầu, chặn lại trước người thác huy hoàng. Đường Tuấn nhìn lá bùa trong tay thác huy hoàng, thất sắc, nói thuật trúc do. Lá bùa trong tay thác huy hoàng cực kỳ giống với thuật trúc do đã thất truyền của y học cổ truyền. Trên mặt thác huy hoàng lộ vẻ diễu cợt, nói không sai. Năm xưa đám lão giả thánh thủ tông đúng là khá bản lĩnh có thể khiến thuật trúc do phát triển đến đỉnh cao, tạo thành trở ngại rất lớn với Vu Môn bọn tôi. Sau khi Thánh thủ tông bị diệt môn, thuật trúc do này rơi vào trong tay Vu Môn bọn tôi. Đám lão già kia đúng là quá ngu, thuật trúc do mạnh như thế lại bị bọn họ dùng để hành y cứu người. Chương 878 nắm tay ông ta phá nhục thân. Nhìn thấy Đường Tuấn bị cú đấm vừa rồi làm bị thương, hai người Tôn Thành và Hư Thanh Nhã đều lộ vẻ vui sướng, trong lòng đều quyết định mà đám người chùa bái đính bên dưới thì lại mang ánh mắt phức tạp, lo lắng như pháp em mở hoặc là diễu cợt như mấy kẻ thủ đoạn khác, chỉ hận không thể nhìn thấy đường Tuấn chết sớm hơn chút. Nhưng mà kệ tâm trạng của bọn họ ra sao, bọn họ đều không giữ được lòng tin với đường Tuấn như trước đó nữa. Đạo thể gặp nguy rồi, trong lòng pháp em mờ thần than, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu như cú đấm vừa rồi đánh vào trên người anh ta thì lúc này anh ta đã bị thương nặng. Bên khóe miệng đường Tuấn chảy ra máu tươi, anh cúi đầu nhìn xuống nơi bị lõm vào trên lồng ngực hình như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó sắc mặt anh bình tĩnh đến khác thường dường như cú đấm vừa rồi đánh vào không phải là cơ thể của anh mang đến cho người khác cảm giác bất cần thác huy hoàng rút nắm tay về trên mặt lộ vẻ đắc ý đạo thể cũng chẳng hơn thác huy hoàng cười khẩy bằng thân thể tàn phế của cậu có thể hứng chịu được mấy đòn từ tôi đường tuấn ngẩng đầu trên mặt là nụ cười với hàm răng trắng sáng anh nói chuyện với giọng điệu vô cùng đáng đánh có bản lĩnh thì ông đánh chết tôi đi âm thanh câu nói này không lớn nhưng với mấy cao thủ cảnh giới thần hải như pháp âm tôn thành và hư thanh nhã thì lại vô cùng rõ ràng khóe miệng mấy người này đều có rụt tên này bộ đầu óc có vấn đề gì hả đến cả thác huy hoàng cũng bị câu nói bất ngờ này làm phản ứng không kịp như cậu mong muốn thác huy hoàng cười khẩy bóng tinh thần phía sau ông ta nắm tay lại một thanh trường đao được tạo thành từ lực tinh thần được nắm chặt trong tay. Còn Thác Huy Hoàng nắm tay lại lần nữa, cơ thể khẽ chuyển động, một bóng đen chợt xuất hiện sau lưng ông ta, toàn thân vọt về phía Đường Tuấn với tốc độ như đạn đạo siêu thanh. Trường đao tinh thần phá tinh thần, nắm tay ông ta phá nhục thân. Hai chiêu cùng lúc, trong nháy mắt Thác Huy Hoàng biến thành kẻ độc nhất vô nhị. Tinh thần của Đường Tuấn càng lớn mạnh hơn so với những cao thủ cảnh giới thần hải khác nhưng tinh thần Thác Huy Hoàng lại càng mạnh hơn. Trường đao tinh thần của Thác Huy Hoàng vừa hiện ra, đường Tuấn lập tức có cảm giác như mi tâm sắp sách, dường như thức hải sắp bị đâm xuyên. Đối mặt với cú đấm từ Thác Huy Hoàng, đường Tuấn không chút do so dự, nắm đấm phá tan rào cản âm thanh, va chạm với ông ta. Tiếng sấm trầm thấp rền vang khi hai người giao thủ với nhau. Tiếp đó, thân hình đường Tuấn lại lần nữa bay vọt ra ngoài. Lần này càng bay đi xa hơn lần trước, chừng 70 mét anh vừa ổn định lại trọng tâm thì giữa không trung văng ra một mảng máu khiến người ta kinh ngạc. Áo trên cánh tay đường Tuấn đã rách nát, mạch máu trên da nứt toác, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ cánh tay. chương 879, tới nữa đi. Đường Tuấn lại phun ra một ngụm máu tươi, ánh sáng tinh thần giữa nghi tâm trở nên yếu đi không ít. Chuyện này, chuyện này, pháp âm trợn mắt há mồm, Mặc dù anh ta không nhìn thấy tận mắt từng ngày trưởng thành của Đường Tuấn nhưng cũng biết được từ nhiều nguồn tin khác nhau rằng từ khi Đường Tuấn xuất đạo đến nay, ngoại trừ bị Trùy Huyền Vu làm bị thương ra thì chưa từng bị thương quá nặng. Nhưng bây giờ Đường Tuấn đã bị người ta đánh cho không trở tay được. Đây có còn là đạo thể vô dịch tung hoành thiên hạ nữa không? Đường thí chủ, mau chạy đi, tiếp tục đánh nữa cậu sẽ chết. Pháp M không nhịn được hô to với Đường Tuấn. Đường Tuấn dù có thủ oán với chùa Bái Đính nhưng Pháp Âm vẫn không đành lòng nhìn thấy Đường Tuấn chết trong tay Vu Môn. Đặc biệt là bây giờ Vu Môn sắp xuất hiện trở lại, giới võ thuật sắp đứng trước một phen tinh phong huyết vũ. Tên hòa thượng ngu ngốc, đừng có vội, chờ tôi giải quyết cậu ta xong là sẽ đến lượt chùa Bái Đính các người thôi." Thác Huy Hoàng nhìn xuống Pháp Âm bên dưới, cất giọng lạnh lùng nói. Trái tim của mấy kẻ chùa Bái Đính chớp mắt như bị treo lên, hướng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Pháp Âm dường như đang khuyên nhủ anh ta đừng nên nói nhiều thêm nữa. So với nỗi lo lắng của đám người bên dưới, Đường Tuấn vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như cũ, trừ khóe miệng lâu lâu run lên. Sự đau đớn về mặt thể xác anh còn có thể chịu đựng được, nhưng nỗi đau do thức hải tinh thần bị chém nứt thật sự quá đau đớn. Tới nữa đi, hai mắt Đường Tuấn tỏa sáng, trong giọng nói tràn đầy tinh thần chiến đấu. Được, sau hôm nay, thế gian không còn danh xưng đạo thể nữa. Thác Huy Hoàng đáp thân hình ông ta chợt lóe sáng, lại lần nữa vượt nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, gần như trong chớp mắt đã tới trên đầu đường nghiên, vùng chân đá như trường tiên quất xuống. Bộp, sức lực khổng lồ như vạn quân từ trên chân thác huy hoàng chuyển đến, đè đường tuấn từ trên không trung rơi xuống mảng rừng núi bên dưới như thiên thạch đâm xuống. Vô số chim chóc trong rừng kinh hoàng bay tán loạn, bụi mù ngập trời. Tới nữa đi, sau một khắc, đường tuấn bay ra từ trong màn bụi mù, anh đứng ngang nhiên nhưng trên người không còn cảm giác phiêu giật tiêu sái như trước nữa quần áo đã rách bươm từ trong miệng liên tục nôn ra máu trên người xuất hiện đầy vết thương to to nhỏ nhỏ trông vô cùng thê thảm mặc dù anh vẫn chưa chết nhưng vết thương đã nặng hơn trước mất lần bất kể là ai cũng đều có thể nhận ra nếu anh còn tiếp tục như vật thì tuyệt đối không thể đứng lên được nữa tôn thành và hư thanh nhã đều lộ vẻ mặt vui vẻ như chút được gánh nặng cuối cùng đạo thể cũng sắp chết rồi được, đối mặt với lời nói từ đường Tuấn, Thác Huy Hoàng cũng trả lời xúc tích như thế. Trong chốc lát, hai người lại lần nữa nhào vào đánh nhau. Nói là đánh nhau còn không bằng nói là một bên đánh bên còn lại. chương 880, tôi không tin. Ông ta nắm chặt chùy huyền vu trong tay, chân khí toàn thân rót vào trong cây dao găm này. Dao găm bỗng dưng sáng lóa, phát ra từng tiếng run rẩy dường như không chịu nổi lượng chân khí đổ vào nó. Vù, cơ thể thác huy hoàng hơi động, tốc độ sánh bằng Tuấn di vọt đến trước mặt đường Tuấn, dao găm rạch nát không gian, chỉa vào trái tim đường Tuấn. A-di-đà Phật, Pháp âm thấy vậy, vội cúi đầu niệm một câu Phật hiệu. Keng, giữa đất trời bỗng nhiên vang lên âm thanh lanh lành, hệt như hai món kim loại va chạm với nhau. Chuyện này, chuyện này sao có thể? Giọng nói run rẩy của phù hưng vang lên sau lưng Pháp M. Trong lòng Pháp âm chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy cảnh tượng làm anh ta không thể tin nổi chỉ thấy trùy huyền vu trong tay thác huy hoàng nhắm chuẩn đâm vào ngực đường tuấn đường tuấn không thèm cản đòn nhưng trùy huyền vu đến cả lớp da của đường tuấn cũng không thể gâm rách được dường như đó chẳng còn là món bảo vật của vu môn từng làm anh bị thương nặng nữa mà là một nhánh cây cọng dơm không chỉ pháp âm mà đến cả tôn thành hư thanh nhã cũng cảm thấy không tin nổi bọn họ đều trưng bộ mặt khó hiểu người cảm nhận được rõ ràng nhất đương nhiên là Thác Huy Hoàng. Ông ta tin nhát sao vừa rồi của mình hoàn toàn có thể giết chết một cao thủ cảnh giới thần hải trung kỳ. Nhưng bây giờ đến cả da của Đường Tuấn cũng không đâm rách nổi. Đây mà là cái kẻ vừa nãy ông ta đè ra đánh đây sao? Tám đường vân kỳ lạ trên thân trùy huyền vu vẫn còn đang tỏa sáng trói lọi, như muốn phá vỡ lớp da của Đường Tuấn. Nhưng trên da thịt Đường Tuấn lại có một lớp ánh sáng màu bạch kim chuyển động, khiến trùy huyền vu phải tốn công vô ích, Đường Tuấn cúi đầu, nhìn cảnh tượng xảy ra trên lồng ngực mình, trên mặt lộ rõ y cưới. Tôi không tin, Thác Huy Hoàng gào lên, đẩy truy huyền vu về trước lần nữa nhưng vẫn như cũ. Ông ta ngẩng đầu nhìn đường Tuấn, trong đầu xuất hiện ý nghĩ khiến toàn thân ông ta run lên, thất thanh nói, mày, mày bước vào thần hải rồi. Đường Tuấn cười nhạt, không e rè đáp ngay, có thể nói là vậy. Chớp mắt, toàn thân Thác Huy Hoàng nổi đầy da gà, không chút do dự lập tức lùi người về sau ông ta hóa thành tàn ảnh muốn bỏ chạy về phía xa ngay. Nhát dao vừa rồi ông ta đã dốc hết toàn lực mà còn không thể tạo thành tổn thương gì cho Đường Tuấn. Đây chẳng phải chứng tỏ rằng thực lực hiện giờ của ông ta không phá vỡ nổi lớp phòng ngự của Đường Tuấn. Năng lượng từ bùa chú sao nhát vừa rồi đã không còn thừa nhiều nữa, nếu không ông ta còn ở lại thêm thì chỉ còn lại một con đường chết. Vì vậy, ông ta phải lập tức chạy ngay. Audio điện tử võ tấn bền chương 881 điều này khiến Pháp âm hơi bận tâm. Đường thí chủ đột phá, vậy có phải nên rời khỏi chùa bái đính rồi không? Pháp âm do dự hỏi. Bây giờ đường Tuấn chẳng khác gì quả bom hẹn giờ, tất nhiên Pháp âm ước gì đường Tuấn mau rời đi. Tôi cảm thấy tính thiền viện này không tệ, vừa lúc ta cũng đã ở đây một khoảng thời gian rồi, củng cố thêm cảnh giới. Đường Tuấn thản nhiên nói, đưa ra đáp án khiến Pháp âm vô cùng cạn lời. Nói xong, Đường Tuấn thuận tay lôi theo Thác Huy Hoàng đi vào tĩnh thiền viện, chỉ để lại đám người chùa bái đính liếc mắt nhìn nhau. Sư Huynh, chuyện này, sau một lúc lâu, Phù Hưng mới mở miệng. Pháp M ngăn cản Phù Hưng, cười khổ nói, tôi biết chuyện này không hợp lễ, nhưng cậu ta ở cũng đã ở rồi, cứ để cậu ta ở lại một thời gian đi. Với lại, bây giờ đạo thể đột phá, có dốc hết sức lực của cả chùa bái đính cũng chẳng làm được gì cậu ta. Nói xong, anh ta đánh mắt nhìn sang Luân Châu, vẻ mặt hơi phức tạp hôm nay đạo thể đột phá sợ rằng sẽ sinh ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến luân châu thậm chí trở thành tâm ma của anh ta điều này khiến pháp âm hơi bận tâm ánh mắt luân châu lóe lên trái lại còn mỉm cười sán lạn nói sư phụ cứ yên tâm con biết nên làm thế nào mà pháp âm cười vui mừng nói như thế thì tốt lắm đạo thể không phải là người thường con không cần phải so sánh với cậu ta làm gì luân châu thản nhiên mỉm cười từ chối cho ý kiến. Nếu như có thể, mấy ai tình nguyện sinh ra cùng thời với một người có thể chất nghịch thiên thế này, hơn nữa còn có thể phá vỡ sự trói buộc của đạo thể. Nhưng đây đã là sự thật không thể thay đổi được, nếu anh ta không thử thì sao có thể can tâm. Bên trong tĩnh thiền viện, trong một tĩnh thất yên tĩnh. Đường Tuấn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, vẻ mặt bình tĩnh, toàn bộ tinh thần của anh đều chìm vào trong thế giới trong cơ thể mình, quan sát xem sau khi đột phá sẽ thay đổi ra sao cơ thể con người là một bảo khố vô tận cứ mỗi khi võ thuật tinh tiến một phần là có thể mở ra một phần bảo khố này người bình thường khi tấn thăng thần hải có thể di chuyển giữa không trung có thể khống chế kiểm soát nguyên khí trời đất quanh người mà đường tuấn thân là đạo thể ở cảnh giới chân khí là có thể làm được những chuyện này anh tấn thăng thần hải sẽ chỉ khiến bảo khố trong cơ thể mình càng thêm lớn mạnh trước đó vừa mới đột phá anh không có thời gian xem xét bây giờ rảnh rỗi Đường Tuấn không kịp chờ đợi nữa. Nhưng cảm nhận một lúc thật lâu, Đường Tuấn cũng không cảm nhận được bản thân có xảy ra thay đổi gì. Chương 882 hóa ra đây mới là đạo thể. Vẻ mặt Đường Tuấn giãn ra, tinh thần buông lỏng, lực tinh thần bỗng nhiên trào ra khỏi mi tâm. Lực tinh thần vừa xuất hiện trong không khí, trước mắt Đường Tuấn đột nhiên sáng lên, không phải là ánh sáng bên trong phòng tạo thành, mà là sự phản ứng từ lực tinh thần của anh mặt biển cả rộng lớn vô cùng muôn màu muôn vẻ xuất hiện trong cảm nhận tinh thần của anh. Vùng biển này vô cùng vô tận, lực tinh thần của Đường Tuấn đã rất lớn mạnh, nhưng trước mặt cả vùng biển này vẫn không kìm lòng được mà sinh ra cảm giác mình như con sâu cái kiến nhỏ bé. Quyền uy sức mạnh khiến người ta sợ hãi từ vùng biển này truyền đến, Đường Tuấn có cảm giác nếu mình bước vào nơi này chỉ sợ sẽ lập tức bị chôn vùi không trở lại một màu. 99 con chữ ẩn giấu trên mi tâm của anh bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, dường như đang cộng hưởng với vùng biển này. Mỗi một con chữ hình như cũng ứng với một nơi nào đó cả vùng biển này. Đây là Nguyên khí biển cả. Đường Tuấn kinh ngạc, nghẹn ngào dặn ra từng chữ. 99 con chữ này đại diện cho các đạo pháp của thế gian, có thể cộng hưởng với nó chỉ có thể là Nguyên khí biển cả. Tinh thần của Đường Tuấn chỉ tồn tại được một lát trong Nguyên khí biển cả đã bị ép ra ngoài. Nhưng sự cộng hưởng của anh và Nguyên khí biển cả không hề bị đứt quãng. Phụt Ý nghĩ trong đầu Đường Tuấn vừa nảy ra, một đốm lửa hiện ra từ giữa khoảng không trước người anh. Tiếp đến lại là một quả cầu nước, từng loại nguyên khí phơi bày trên tay Đường Tuấn. Lúc này dường như anh đã trở thành đạo tổ tinh thông đạo pháp trong thế gian. Đường Tuấn thở phào một hơi nhẹ nhõm, nguyên khí trước mặt cũng tan đi. Trên mặt anh lộ ra nụ cười rạng rỡ. Không ngờ là sau khi đột phá đạo thể lại có thể cảm nhận được nguyên khí biển cả. Mặc dù chỉ cảm nhận được một chút ít nhưng đã đủ rồi. Lúc này, cuối cùng Đường Tuấn đã hiểu được tự mình mở ra được bí mật trong cơ thể là cảm giác gì. Sau khi người luyện võ đạt tới cảnh giới chân khí thì có thể thử cảm nhận nguyên khí trời đất, tiếp nhận để sử dụng cho chính mình. Mà sau khi đạt tới cảnh giới thần hải, người luyện võ lại có thể điều khiển nguyên khí trời đất trong phạm vi nhỏ quanh toàn thân. Những người luyện võ có thể chất đặc biệt này chẳng qua chỉ là dễ hòa hợp với nguyên khí trời đất hơn so với những người luyện võ bình thường, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể cảm nhận được nguyên khí biển cả mà thôi. Nhưng hiện tại nguyên khí biển cả mà mình cảm nhận được chỉ sợ còn mạnh hơn rất nhiều lần so với thể chất đặc biệt. Trong lòng Đường Tuấn nghĩ vậy, nguyên khí biển cả vô cùng vô tận, ngay cả anh cũng không dám nói bản thân mình có thể hiểu rõ được toàn bộ. Anh đã từng đọc được rất nhiều sách cổ ở dược y cốc, ở chỗ dân tộc mèo và trên núi yên tử hiểu biết đối với thể chất đặc biệt trên thế giới không hề tầm thường, có thể láng máng làm ra một cái so sánh có chút không rõ ràng. Hóa ra đây mới là đạo thể, thông thạo mọi phương thức. chương 883 rốt cuộc trình độ cao nhất của võ thuật là gì? Trông thấy đường tuấn và pháp âm cùng tiến vào, ngay lập tức trong mắt thác huy hoàng hiện lên vẻ hận thù, nói pháp âm, mày dám nhốt tao lại. Không sợ vu môn của tao sẽ tiêu diệt toàn bộ chùa bái đính mày sao? ồn ào quá, Đường Tuấn tiện tay đánh, cả người Thác Huy Hoàng ngã trên mặt đất lăn vài vòng mới chịu dừng lại. Nếu không phải đường Tuấn kiềm chế bất phần lớn sức mạnh, một cái tát này đã đủ để đánh Thác Huy Hoàng tan nát như thịt vụn. Mày đừng khinh người quá đáng, bị người khác đối xử như vậy, Thác Huy Hoàng chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Anh ta chính là huyền vu mạch chính và là phó môn chủ của vu môn, bình thường luôn đứng chỉ tay năm ngón, chưa từng phải chịu bẽ mặt như thế này. Ha ha, Đường Tuấn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cười, ra vẻ cực kỳ thiếu đòn kiểu như tao đúng là đang ăn hiếp mày. Nói cho tao biết, tóm lại vu môn bọn mày muốn làm cái gì? Đường Tuấn nhìn xuống Thác Huy Hoàng, trầm giọng hỏi. Đầu tiên, nhà họ đường bị vu môn tấn công thê thảm, sau đó vu môn lại toan tính tranh giành nghiệp hội y học cổ truyền. Đến bây giờ ngay cả nhà họ tôn và nhà họ hư đều về phe của vu môn, thậm chí Đường Tuấn còn nghi ngờ năm đó rất có thể chính Vu Môn đã cướp sạch kho báu bí mật của dân tộc mèo. Nhiều chuyện có quan hệ với nhau như vậy, Đường Tuấn có thể cảm thấy Vu Môn giống như đang thực hiện kế hoạch động trời nào đó. Thác Huy Hoàng đứng lên từ mặt đất, lạnh lùng lên tiếng, cứ mơ đi. Anh ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn và Pháp M, nói tiếp, chờ đến ngày người đứng đầu Vu Môn của tao xuất hiện, đó là lúc chúng mày phải chết. Ha ha, thánh thủ tông đó là vết xe đổ của nhà họ đường mày. Đường Tuấn thản nhiên nói, nếu như thế, vậy mày đi chết đi. Nói xong, đường Tuấn tắt một cái lên đỉnh đầu của Thác Huy Hoàng, đập vỡ cơ hội sống sót của anh ta. Trong mắt Thác Bạt Hoàng còn lại kinh hoàng, anh ta không ngờ đường Tuấn vậy mà lại kiên quyết giết mình như vậy. Người đứng đầu vu môn, đường Tuấn rút tay lại, lẩm bẩm nhớ kỹ vài chữ này. Bỗng nhiên anh nhớ tới mọi chuyện theo như lời kể của Tôn Vân Hoa, năm đó vị ông tổ của vu môn kia dẫn dắt vu môn, thiếu chút nữa đã hủy diệt y học cổ truyền. Theo như lời của Tôn Vân Hoa, sức mạnh của vị ông Tổ Vu Môn đã đạt tới trình độ cao nhất của võ thuật, sau đó bị vây đánh, bị thương nặng mới không xuất hiện trên đời nữa. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh, nhưng đường Tuấn chợt lắc đầu phủ nhận. Vị ông Tổ Vu Môn kia xuất hiện trong thời đại ngàn năm trước. Qua một ngàn năm, cho dù sức mạnh ông ta có cao đến đâu, e rằng đã biến thành một bộ xương khô rồi. Trong lòng đường Tuấn nghĩ vậy, mặc dù anh là đạo thể, hơn nữa bây giờ anh đã phá vỡ sự trói buộc thân xác, thăng cấp thần hải, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống tới 150 năm đến khoảng 200 năm. Mà cao thủ cảnh giới thần hải bình thường lại kém hơn một bậc, chỉ có thể sống lâu tới 120 năm đến 150 năm. Trường 884 là cô ta. Anh từng nghiên cứu nguyên tắc khắc chế võ, gần như đã hiểu rõ đạo. Nhưng bây giờ, anh vừa tiến vào thần hải, cảm nhận được nguyên khí biển cả cực kỳ mạnh mẽ luôn luôn cuồn cuộn minh mông, anh càng cảm thấy sự nhỏ bé của chính mình và thế giới võ thuật vô cùng huyền diệu. trái lại anh càng thêm bối rối. chỉ còn không đầy nửa tháng nữa là đến đại hội võ thuật Hà Nam, Đường Tuấn không muốn ở lại đợi lâu hơn nữa. ba ngày sau, Đường Tuấn tự mình xách hành lý rời khỏi chùa Bái Đính. lúc này Tết âm lịch của Việt Nam vừa kết thúc, Đường Tuấn đi ra từ trong rừng hoang núi thẳm, tiến vào thành phố trung tâm của tỉnh Nam Định anh cảm nhận được không khí vui mừng sôi động hơn. Đường Tuấn đứng một mình lẻ loi trên đường, hơi không hòa hợp với cảnh vật nhộn nhịp xung quanh, giống như bị thế giới vứt bỏ sang một bên vậy. Đây là Tết âm lịch đầu tiên Đường Tuấn trải qua một mình ở bên ngoài từ nhỏ đến lớn. Trong một năm qua, nhà họ Đường đã trải qua tai nạn trước giờ chưa từng có, đồng thời bản thân anh cũng đã trải qua rất nhiều chuyện mà trước kia anh chưa từng nghĩ đến. Ban đầu, anh muốn trở thành một người giống như ông nội anh, làm một bác sĩ chữa bệnh cứu người. Nhưng bây giờ, anh lại tham gia vào giới võ thuật, biết được những bí mật có thể thay đổi toàn bộ thế giới, thậm chí chạm trán với vu môn thần bí. Có rất nhiều chuyện dù sao đi nữa anh cũng không thể chấp nhận được. Điều duy nhất anh có thể làm chính là không ngừng mạnh mẽ lên, nắm trong tay càng nhiều năng lực, như vậy mới có thể đảm bảo che chở được bản thân và những người anh quan tâm trong thời buổi loạn lạc. Đường Tuấn nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng này anh bắt taxi đến sân bay chuẩn bị ngồi máy bay bay đến hà nam trước còn một khoảng thời gian nữa máy bay mới cất cánh đường tuấn mới ngồi nghỉ ngơi ở cuối sảnh chờ lệ lệ anh thực sự rất thích em em đồng ý với anh đi đúng lúc này giọng nói vội vàng vang lên ở cuối sảnh chờ phương hướng giọng nói vang lên vừa vặn ở trước mặt đường tuấn ngay lập tức đường tuấn thấy được người đến là ai là cô ta một chàng trai trẻ tuổi như cậu ấm nhà giàu mặc áo vét đi dài ra, gương mặt điển trai đang cầm một bó hoa hồng lớn đặt ở trước mặt một nữ tiếp viên hàng không. Ngoại hình của cô nàng tiếp viên hàng không này vô cùng xinh đẹp, phong cách vừa ngây thơ vừa quyến rũ, đúng là mẫu người mà đàn ông rất thích chinh phục. Hơn nữa đường Tuấn có quen biết cô tiếp viên hàng không này, đúng là Trần Lệ Lệ Anh gặp được trong lúc đi du lịch với Đinh Thiếu Trung. Trong thung lũng đầm lầy, ngôn hòa minh ra tay, thúc đẩy thi khí trong cơ thể của bọn họ. Đường Tuấn xuất hiện, cuối cùng mới cứu được Trần Lệ Lệ, Đinh Thiếu Trung và những người bình thường khác. Vốn dĩ đường Tuấn nghĩ sẽ không có cơ hội gặp lại, không ngờ vậy mà lại gặp nhau ở chỗ này. Trần Lệ Lệ hơi nhíu mày, chán ghét nhìn cậu ấm nhà giàu trước mặt, lạnh lùng lên tiếng, Trần Hồng Minh, tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích anh, sao anh lại quấn quyết lấy tôi không tha để làm gì chứ? chương 885, là ai vậy? Sắc mặt Trần Lệ Lệ tối sầm, đáp trả cùng một câu nói, Tôi cũng không muốn nhắc lại. Rốt cuộc anh muốn thế nào mới không làm phiền tôi nữa? Bởi vì Trần Hồng Minh đã ảnh hưởng tới công việc của cô ta. Trần Hồng Minh nghe vậy, không khỏi vui mừng ra mặt nói tiếp, "Trừ khi em đồng ý với anh, hoặc là em có bạn trai rồi." Sắc mặt Trần Lệ Lệ rõ ràng là càng ngày càng khó chịu, cô ta biết Trần Hồng Minh chính là kẹo dẻo dính chặt không thể ném đi. Lúc cô ta đang suy nghĩ lý do thế nào để có thể đuổi Trần Hồng Minh kia đi bỗng nhiên cô ta thấy được một người, trên mặt nhịn không được nở nụ cười rồi lên tiếng, vậy anh có thể đi được rồi. Bởi vì tôi đã có bạn trai. Nói đến đây, Trần Hồng Minh trước mặt so với Trương Văn Minh ngày đó về xuất thân lẫn mặt mày đều cao hơn một chút. Nhưng kể từ ngày ở thung lũng đầm lầy gặp được đám người hư tĩnh văn, Đường Tuấn và những người khác đánh nhau, cô ta mới hiểu được căn bản là những cậu ấm con nhà giàu này chỉ đẹp mã mà lại rất vô dụng. Cô ta muốn tìm đàn ông, ít nhất cũng phải tìm một người có thể bảo vệ cô ta mà theo như cô ta nhớ được trong thung lũng đầm lầy người được chọn tốt nhất chính là đường tuấn một người có thể giết được hư tĩnh văn vừa có khả năng áp chế ba nhóm người ở đó lùi một bước tiến hai bước cho dù cô ta không thể tìm được cường giả như đường tuấn nhưng tuyệt đối không thể tìm tên thỏ đế như trương văn minh được vậy nên trước sự tán tỉnh của trần hồng minh trái lại cô ta vẫn cực kỳ bình tĩnh là ai vậy Trần Hồng Minh lạnh lùng hỏi, trong mắt lóe lên tia u ám. Trần Lệ Lệ cũng không để ý đến anh ta, lập tức đi về phía trước. Sau đó, cô ta ngồi xuống bên cạnh Đường Tuấn giống như một con mèo nhỏ hiền hòa, giọng điệu mờ ám lên tiếng, anh ta chính là bạn trai của tôi. Không chỉ có Trần Hồng Minh sững sờ, ngay cả thân là cao thủ thần hải cảnh Đường Tuấn cũng đều có chút chịu không nổi. Tuy rằng trước kia đã biết được Trần Lệ Lệ rất phóng khoáng đối với những sự tình về nam nữ, nhưng không ngờ rằng anh ta vẫn còn có chút đánh giá thấp cô gái này trần lệ lệ cô nói cái gì vậy ánh mắt hung ác tàn nhẫn của trần hồng minh nhìn chằm chằm vào trần lệ lệ ngay lúc đó anh ta gần như giống hệt một con dã thú sắp nổi giận anh ta dùng giọng nói vô cùng âm u gầm lên với trần lệ lệ ngay cả tên họ cũng đều mang ra và hét lên có thể thấy rõ lúc này hắn đã thật sự rất tức giận rồi nếu như tên bạn trai trong miệng của Trần Lệ Lệ này là một công tử nhà giàu có như Trương Văn Minh, thì Trần Hồng Minh sẽ tuyệt đối không nói bất kỳ lời nào. Thế nhưng, Trần Lệ Lệ lại tùy tiện tìm một người đàn ông trong sân bay đến làm bạn trai của cô, dùng tên này đến từ chối hắn. Đặc biệt là, người đàn ông này cũng quá bình thường, quần áo toàn thân thoải mái, không có gì đặc biệt. Trên lưng mang một cái ba lô lớn, nhìn có vẻ chính là một sinh viên nghèo đang đi du lịch. Người như thế này làm sao có thể so được với thân mang trăm triệu như anh ta trừ phi mắt trần lệ lệ bị mù rồi mới có thể vừa ý loại sinh viên nghèo như vậy trần hồng minh hiển nhiên sẽ không tin tất cả những gì trần lệ lệ nói vậy nên anh ta trực tiếp xem đường tuấn như không khí ánh mắt của trần lệ lệ híp lại hệt như một con cáo nhỏ sau đó đột nhiên khoác lấy cánh tay đường tuấn đưa nửa người trên đầy đặn của mình áp sát vào người anh biểu lộ ra bộ dáng của các cặp yêu nhau đang thể hiện tình cảm Cô cười chế giễu nói, Trần Hồng Minh, bản thân anh không biết tự nhìn sao. Trong lúc nói chuyện, khóe mắt của cô liếc qua cẩn thận quan sát đường Tuấn. Audio điện tử võ tấn bền. chương 886, anh đã nói xong chưa? Đại gia giàu có mạnh hơn gấp 10.000 lần. Có cô gái nào chưa từng tưởng tượng qua người đàn ông của mình sẽ là một vị anh hùng cái thế? Trần Lệ Lệ thật sự là rất không dễ dàng mới có thể gặp lại đường Tuấn lần nữa, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Trần Hồng Minh nhìn dáng vẻ mập mờ của hai người, đặc biệt là cơ thể mềm mại gợi cảm của Trần Lệ Lệ lúc này, gần như là dán sát vào người của Đường Tuấn, trong nháy mắt sát mặt của anh ra trở nên u ám. Vào lúc này, cho dù anh ta vẫn cứ cho rằng Đường Tuấn là tấm lá chắn do Trần Lệ Lệ tiện tay tìm thấy được. Nhưng điều này đã liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của đàn ông, anh ta bắt buộc phải làm một chút gì đó ánh mắt lạnh lẽo của anh ta nhìn chằm chằm vào đường tuấn thấp giọng nói cút ngay trần hồng minh tự nhận ở tỉnh nam định này mình cũng được tính là nhân vật số một chỉ là so với các cậu cả ở đẳng cấp cao hơn thì có hơi kém một chút đối phó với một sinh viên nghèo đi du lịch như vậy một câu nói của anh ta thôi cũng đã đủ rồi đường tuấn vốn dĩ không hề muốn dính dáng gì đến chuyện của hai người trần lệ lệ và trần hồng minh theo anh thấy cả hai đều không phải loại người tốt lành gì một người tính cách phóng đáng cởi mở vừa mới quen biết còn chưa rõ ràng đã tự mình đề cử chuyện chăn gối một tên thì là công tử bột nhà giàu vô lương tâm đối với loại người này ngay cả tư cách để anh liếc nhìn cũng không có nhưng lời nói của trần hồng minh vào lúc này lại làm cho sắc mặt của đường tuấn trở nên trầm xuống ngay cả những cậu cả phạm trùng hư tĩnh văn anh đều tùy ý giết được thì trần hồng minh được tính là cái thá gì chỉ là một cậu ấm ở tỉnh bậc hai mà lại dám bảo anh cút ngay anh đang nói chuyện với tôi sao đường tuấn hơi ngẩng đầu nhìn trần hồng minh hỏi khóe môi trần hồng minh gợi ra một nét cười trào phúng nói nói nhảm lẽ nào ông đây đang nói chuyện với không khí à mày mau chóng cút ngay đi trần lệ lệ cô muốn tìm một người để diễn xuất thì cũng nên tìm một người tốt hơn một chút chứ tìm loại mặt hàng này muốn tiền thì không có tiền muốn tướng mạo cũng chẳng có tướng mạo như tên này là muốn làm gì cô không cần mặt mũi nhưng ông đây vẫn cần thể diện nhé. Nói xong, anh ta quăng bó hoa tươi trên tay xuống đất, hung hăng dẫm nát, rồi chửi xéo, mẹ kiếp, thật là xui xẻo, một tên sinh viên nghèo mà cũng dám tranh đoạt phụ nữ với ông đây. Hắn chỉ tay vào đường Tuấn, với vẻ mặt không mấy thiện cảm, tiếp tục mắng chửi cút ngay đi. Một bộ dạng giả tạo, tỏ vẻ mình là hư tĩnh văn, cậu chủ hư à. Ông đây ghét nhất những loại người đã không tiền không thế, mà lại cứ thích làm bộ, giả vờ như vậy anh đã nói xong chưa đường tuấn nhẹ nhàng nói anh nhìn trần hồng minh với ánh mắt đầy lạnh lẽo trần hồng minh bị đường tuấn nhìn chằm chằm đột nhiên một cảm giác rùng mình sởn tóc gáy dâng lên giống như là đang đối mặt với một đối thủ mà anh ta không có khả năng đánh bại loại cảm giác như thế này chỉ xuất hiện khi anh ta đối mặt với những cậu cả đẳng cấp như hư tĩnh văn mới có nói nói xong rồi trong lòng trần hồng minh nhất thời có chút kinh sợ giọng khẽ run nói vậy thì anh có thể cút đi được rồi. Đường Tuấn tiện tay phất một cái, một luồng kinh khí mạnh mẽ đánh bay Trần Hồng Minh văng ra ngoài năm 6 mét. Biểu hiện ra một bộ dạng rất tùy ý, giống như là đập bay một con ruồi nhặng không đáng nhắc tới. chương 887 Trần Lệ Lệ đoán quả không sai. Nhưng cho dù như vậy, Trần Hồng Minh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, chân tay bùn rùn, lục phủ ngũ tạng giống như muốn rời sông lấp biển. Trong mắt của anh ta lộ ra vẻ kinh sợ, như là nhớ ra được điều gì đó gian nan đứng dậy anh ta tuyệt đối không dám tới gần đường tuấn nữa chỉ là cặp mắt oán độc vẫn nhìn chằm chằm đường tuấn ngài đường anh thật là lợi hại trần lệ lệ thấy vậy chẳng những không hề có chút ngạc nhiên nào mà ngược lại còn lộ vẻ vui mừng Cỏ cọ đường cong đáng tự hào của mình lên cánh tay của đường tuấn giọng nũng nịu trong hơi thở mang theo hương thơm nhàn nhạt, nhạt nói bên tai đường tuấn buông ra đường tuấn lạnh lùng nói trần lệ lệ đưa người ra nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như băng của đường tuấn vẫn phải buông tay xuống dáng vẻ thành thật đứng đó nhìn thấy đường tuấn không hề có ý định đuổi cô ta đi trong lòng trần lệ lệ có chút vui vẻ cô ta rất có lòng tin với dáng người của bản thân có thể khiến phần lớn đàn ông bị khuất phục quỳ gối dưới váy của cô ta ngài đường muốn đi tới đâu vậy trần lệ lệ cả gan đôi mắt xinh đẹp lấp lánh hỏi hà nam đường tuấn thản nhiên nói trên gương mặt Trần Lệ Lệ lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết rồi nói, nếu vậy thì thật là trùng hợp. Chuyến bay này của tôi cũng là tới Hà Nam, xem ra tôi và ngài đường ngồi cùng trên một chuyến bay rồi. Thật là có duyên quá mà. Đường Tuấn cũng lười để ý đến loại phụ nữ mưu mô xảo quyệt này, nên không có trả lời lại. Rất nhanh sau đó, bởi vì là tiếp viên hàng không, cho nên Trần Lệ Lệ được lên máy bay trước giờ. Cô ta rất hiểu giữa nam và nữ cần có chừng mực, nếu đã cùng chung chuyến bay với Đường Tuấn, vậy thì trước sau gì cũng sẽ có thêm cơ hội để kết giao. Trước khi đi, cô ta nhìn qua Đường Tuấn với ánh mắt rất sâu, đầy vẻ quyến rũ mị hoặc, dường như ẩn chứa rất nhiều tình cảm mà không thể nói ra thành lời. Nếu có người nào nhìn thấy mà không biết sự tình, thì sẽ tưởng rằng cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt, đang quyến luyến từ biệt nhau ở đây. Sau khi Trần Lệ Lệ rời đi, Trần Hồng Minh cũng không dám ở lại. Anh ta bước tới mua tấm vé đi đến Hà Nam cùng một chuyến bay với Đường Tuấn và Trần Lệ Lệ. Sau khi mua xong vé, anh ta lấy di động ra và gọi điện thoại. "Anh họ, em muốn đến Hà Nam chơi vài ngày, ừm, đến lúc đó thuận tiện tìm anh thảo luận một vài chuyện." Trần Hồng Minh Hàn Huyên vài câu đơn giản với người ở đầu dây bên kia, rồi cúp máy. Anh ta nhìn Đường Tuấn một bộ dạng trầm ổn đang ngồi ở phía xa, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh lùng người anh họ mà vừa rồi anh ta nói chuyện qua điện thoại đang làm ăn không tệ ở Hà Nam, nghe nói đang phụ trách bộ phận buôn bán của nhà họ Từ. Hơn nữa, anh ra đã từng tận mắt chứng kiến anh họ chém nứt một khối sắt thép chỉ bằng một tay. Anh họ của anh ta có từng nói lúc say rượu, nói cái gì mà cao thủ có nội lực? Thằng nhóc chết tiệt, dám tranh đoạt phụ nữ với tao, thật là chán sống rồi. Còn có Trần lệ lệ, lần này tôi muốn cô phải khóc lóc cầu xin tha thứ dưới thân của tôi. Trần Hồng Minh hung hăng nắm chặt tấm vé máy bay trong tay, lòng đầy căm phẫn. Trần Lệ Lệ đoán quả không sai, chỗ ngồi của Đường Tuấn xác thực là giống chuyến bay của cô ta. Khi lên máy bay, Trần Lệ Lệ cười tươi như hoa nhìn Đường Tuấn, "Ngài Đường, chúng ta lại gặp nhau rồi." Chương 888, anh ta không phải là gu của tôi. Lý Ngọc Mai, Hoàng Phủ Ngọc, Dương Lộc, Mộ Dung Lan. Những cô gái mà Đường Tuấn quen biết, bất kỳ ai cũng đều xinh đẹp hơn Trần Lệ Lệ. Chính vì như vậy, nên đương nhiên anh sẽ không động tâm. Nhưng cứ nghĩ đến, trên đoạn đường này cứ thỉnh thoảng phải nói chuyện với cô ta, Đường Tuấn không khỏi cảm thấy đau đầu. Đôi lúc bị phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ xinh đẹp quấn thân, cũng không nhất định là chuyện tốt. Đường Tuấn lên máy bay không lâu, thì Trần Hồng Minh cũng lên tới. "Lệ lệ, tôi đã nói qua rồi, trừ phi em đáp ứng tôi, nếu không tôi sẽ luôn đi theo bên cạnh em, bảo vệ em." Trần Hồng Minh cười híp mắt nói dáng vẻ anh Tuấn, dịu dàng của anh ta lúc này khiến những tiếp viên hàng không đang đứng bên cạnh Trần Lệ Lệ nhìn đến hai mắt đều tỏa sáng. Hiển nhiên, cho rằng anh ta chính là con rùa vàng. Đường Tuấn và Trần Hồng Minh đều ngồi khoang hạng nhất. Thấy Trần Hồng Minh đi vào, đường Tuấn chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó không thèm để ý nữa. Một người bình thường như Trần Hồng Minh nếu như dám xúc phạm anh, cho dù anh ta có quyền thế ngút trời hay là giàu có đi chăng nữa, cũng giết hết. Máy bay cất cánh an toàn, Trần Lệ Lệ và các chị em tiếp viên đồng nghiệp đều đang bận rộn trong cabin. Mấy người tay vừa làm việc, vừa nói chuyện phiếm, chủ đề nhanh chóng trở thành thế hệ siêu giàu thứ trẻ trung đẹp trai Trần Hồng Minh. "Lệ Lệ, xem ra cậu chủ Trần này cũng là fan trung thành của cô à?" Trông cũng đẹp trai, hơn nữa ăn mặc cũng khác thường, nhìn là biết một thế hệ siêu giàu thứ, là con rể quý đúng mực rồi. Cô cũng phải mau chóng ra tay đi, nếu không, chúng tôi không khách sáo đâu có một chỉ tiếp viên thân quen với Trần Lệ Lệ cười nói. Vừa nói xong, cả đám tiếp viên bắt đầu nịnh hót. Có thể làm tiếp viên hàng không, đa số đều là người đẹp. Bảy tám cô tiếp viên đều mặt bộ đồ đồng phục bó sát, những đường cong tinh tế được phô bày một cách sinh động. Trong phòng cabin không có đàn ông, nên học cười đùa mà không chút kiêng kỵ gì, thỉnh thoảng có chút trẻ trung. Nếu như có đàn ông ở đây, e là sẽ nhìn đến cắn cả ngón tay cái mất, mắt nhìn không nỡ rời đi anh ta không phải là gu của tôi trần lệ lệ lắc đầu nhói nhỏ ai yêu lẽ nào đến bây giờ lệ lệ vẫn còn ăn chay à đám tiếp viên lại cười to nữa lệ lệ con gái nên nhân lúc còn trẻ đẹp tìm một người đàn ông tốt mà gả đi sao cứ làm mình phải chịu thiệt thòi chứ cô không thích cậu trần lẽ nào thích anh đường lúc nãy trần lệ lệ mặt tươi cười chào hỏi đường tuấn đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy trần lệ lệ cười nói nếu anh Đường đồng ý, vậy thì tôi làm nhân tình cho anh ấy cũng được. Chương 889, cầu xin mọi người, ai đó có thể cứu lấy mẹ tôi. Đủ rồi lệ lệ, cô lại muốn nói đến những chuyện kỳ quái cô gặp lúc đi thám hiểm sao, đã nói mấy lần rồi hả? Trên đời này làm gì có người biết bay lên trời chui xuống đất chứ hả? Có lẽ cô từ trong rừng ra nên đầu óc cũng không bình thường rồi. Không lẽ cô lại muốn nói với chúng tôi, cái anh Đường này chính là cái người khỏe mạnh vô địch mà cô nói đấy chứ? Nhìn dáng vẻ gầy gò ốm yếu của anh ta, một mình bà đây còn có thể ép khô anh ta, khiến anh ta ba ngày không thể xuống giường được, còn bầy đặt người mạnh mẽ. Xì, đám tiếp viên không kiêng nể gì cả, nên khi nói chuyện cũng chẳng kiêng kỵ cái gì, thậm chí cô tiếp viên nói lời này còn làm ra tư thế khiến đàn ông mạnh mẽ phải máu sôi sùng sục. Trần lệ lệ nghe thấy vậy, sắc mặt cũng tối sầm lại. Sau khi cô trở về, đã kể lại chuyện xảy ra ở thung lũng đầm lầy cho rất nhiều người nghe nhưng lại chẳng có ai tin cả, tất cả đều cho rằng cô đang nói linh tinh. Các cô làm sao mà biết được anh Đường Tài giỏi đến như nào, nếu Trần Hồng Minh và anh ấy so tài, có thể nói là một trời một vực. Trần Lệ Lệ không muốn giải thích thêm nữa, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự kiên định. Lúc này, trong khoang phổ thông đột nhiên truyền đến âm thanh hoảng loạn. Trần Lệ Lệ và mấy cô tiếp viên phụ trách nghe thấy thế, lập tức chạy đến đó chỉ thấy có một người phụ nữ già đang hôn mê trên sàn khoang phổ thông và một người đàn ông trẻ tuổi tầm 25-26 tuổi đang quỳ ở bên cạnh, nước mắt không ngừng rơi xuống, đang không ngừng cầu cứu mọi người xung quanh. Hai người họ ăn mặc rất bình thường, quần áo trên người còn may mấy miếng vá. Cầu xin mọi người, ai đó có thể cứu lấy mẹ tôi. Ngũ quan cậu thanh niên thanh tú, đôi mắt đen trắng rõ ràng khiến người ta cảm thấy nhanh nhẹn. Lúc này giọng nói có phần nghẹn ngào một người đàn ông trung niên đeo kính bước từ trong đám người ra nói tôi là bác sĩ để tôi xem chút nào cậu thanh niên nhanh chóng nhường chỗ người đàn ông trung niên xem mắt của người phụ nữ già rồi lấy ra ống nghe mình mang theo để nghe nhịp tim ông ta thở dài lắc đầu nói mẹ cậu đã qua đời rồi xin bớt đau buồn nói xong người đàn ông trung niên liền cất ông nghe đi cậu thanh niên nghe thấy vậy cả người run lên giống như bị xét đánh ngang tai vậy cứ ngẩn người tại chỗ các hành khách còn lại vốn dĩ đang vây lại xem lúc này cũng tản ra rồi không ai bằng lòng tiếp xúc với người chết nếu không để ý để tôi xem một chút nhé bỗng lúc này có một giọng nói vang lên trong đám người mọi người đều quay lại nhìn và thấy đường tuấn bước ra từ trong đám người anh đường bác sĩ nói bà ấy đã chết rồi anh đừng qua đó trần lệ lệ khẽ kéo đường tuấn nói nhỏ khuyên nhủ. Bà ấy đã chết rồi, hãy để bà ấy yên nghỉ đi. Chương 890, Hàn Bảo Long, cái tên thật hay. Bác sĩ lúc trước cũng nói rồi, mặc dù y thuật của ông ta không cao, nhưng lúc nãy ông ta kiểm tra qua một lượt rồi, phát hiện người phụ nữ già này đã không còn nhịp tim và hơi thở nữa, là đại hạn đến rồi. Đường Tuấn khẽ lắc đầu, nói: "Chưa chắc." Anh hất tay ra khỏi tay của Trần Lệ Lệ, đi đến trước mặt cậu thanh niên nói nhỏ để tôi xem thử nhé vớ vẩn người chết là hết anh còn muốn làm gì ông bác sĩ thấy đường tuấn không từ bỏ trầm giọng nói ngay cả trần lệ lệ cũng có chút không vui khẽ cau mày lại theo cô ta thấy võ công của đường tuấn đúng thật rất mạnh nhưng võ công có mạnh đến đâu cũng không thể làm cho người chết sống lại lệ lệ đây chính là anh đường đó của cô sao tôi thấy thì cũng chả ra làm sao cả chỉ là một tên thích phô trương mà thôi." Một cô tiếp viên nói bên tai Trần Lệ Lệ một cách châm biếm. "Không chỉ có cô ta, mà các hành khách xung quanh cũng chỉ trỏ Đường Tuấn, họ đều mắng chửi Đường Tuấn là bất kính với người đã khuất." Đường Tuấn ngược lại vờ như không nghe thấy, chờ đợi cậu thanh niên kia trả lời. Cậu thanh niên kia ngẩng đầu lên nhìn Đường Tuấn. "Mẹ cậu đúng thật là đã đến đại hạn, nhưng vẫn còn có một tia sống sót, tôi cũng muốn để bà ấy sống thêm vài ngày nữa." Đường Tuấn nói, lúc ở cảnh giới chân khí, thuật vọng khí của Đường Tuấn đã đạt đến đẳng cấp siêu phàm. Bây giờ anh bước chân vào thần hải, có thể cảm nhận được nguyên khí biển cả, càng có lĩnh hội sâu hơn về loại khí giữa con người và trời đất. Người phụ nữ già đó đúng thật đã đến hạn thọ, nhưng có lẽ trong lòng vẫn còn chút vướng bận nào đó, cho nên vẫn còn vài tia sự sống, tia sự sống này rất yếu, nếu đổi lại các cao thủ thần hải khác e là không thể cảm nhận được. Hoang đường, khiến người chết sống lại cậu coi mình là thần tiên hạ phàm hả? Ông bác sĩ trung niên tức giận nói. Tất cả những gì Đường Tuấn nói đều đang đánh đổ những gì ông ta học, khiến ông ta không thể không phản bác. Được, cậu thanh niên nhìn Đường Tuấn, nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 891, đó là ông không có kiến thức thôi. Lúc ở thung lũng đầm lấy, Đường Tuấn đã dùng hai kim châm để trị thương cho mình, giờ đây chỉ còn lại có ba cây kim châm mà thôi chỉ cần một cây kim là có thể chữa lành tất cả các vết thương của thần hải cảnh mỗi một cây kim đều đáng giá ngàn vàng thậm chí còn có thể làm thần hải cảnh phải phát điên vì nó thế mà đường tuấn lại không chút do dự nào lấy một cây kim châm ra nhẹ nhàng châm vào ấn đường của người phụ nữ giả đó một sợi huyền diệu bay ra làm cho công hiệu của thuốc có trong cây châm bị tan chảy và tản ra ngoài một luồng sáng màu đỏ dần xuất hiện trên khuôn mặt của người phụ nữ giả đó Đường Tuấn rút kim châm ra, nói. Được rồi. Ông bác sĩ khi nghe thấy thế, định mở miệng châm biếm, nhưng lại thấy một cảnh tượng rất khó tin. Ông ta chỉ thấy người phụ nữ bị ông ta chuẩn đoán là, đã chết, bỗng nhiên mở mắt ra, sắc mặt hồng hào. Tất cả các hành khách trong khoang phổ thông thậm chí đều lộ ra vẻ mặt thật khó tin. Trần Lệ Lệ và những cô bạn tiếp viên đồng nghiệp mở to miệng, dường như có thể nhét được một của trứng gà vào trong đó vậy. Cô nhìn đường Tuấn, cặp mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng chưa từng có. Ngay cả Trần Hồng Minh đứng bên cạnh quan sát cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Đây là loại y thuật gì vậy? Bác sĩ trung niên ngẩn người hỏi, nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ông ta sẽ không bao giờ tin được rằng một bệnh nhân được ông ta chẩn đoán là đã chết, lại được cứu sống bằng cây châm. Điều này quả thật là chưa từng nghe đến. Trung y, đường Tuấn đóng hộp lại, nhẹ nói, hôm nay lại dùng một cây kim châm, Lúc này chỉ còn lại hai cây kim châm. Không có khả năng, tôi biết trung y cũng từng gặp nhiều bác sĩ thiên tài ở nhiều nơi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói trung y có khả năng thần kỳ này. Vị bác sĩ trung niên hoàn toàn không tin, bản thân ông ta học Tây y, cũng có học trung y, tự nhận bản thớ cũng biết một chút về trung y. Đường Tuấn cười khẩy nói, đó là ông không có kiến thức thôi. Cho dù đó là kim châm, kỹ thuật anh dùng châm cứu hay cách tìm huyệt đạo nhận huyệt đạo tất cả đều bắt nguồn từ y học trung y. Vị bác sĩ trung niên không khỏi có chút tức giận, nhưng cũng không thể phản bác lại, rốt cuộc sự thật đã ở trước mắt. Thình thịch, chương 892, tôi hứa với bà là được. Hàn Bảo Long ngẩn ra, ngay cả những người khác nhìn thấy cũng khó hiểu. Lúc này, mặt bà cụ hồng hào, trông rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu ốm yếu, suy nhược. Đường Tuấn nói, số mệnh của mẹ anh đã hết rồi không thuốc hay kim châm nào có thể cứu được bà nữa mọi người lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới những gì đường tuấn vừa nói nhưng bọn họ lập tức nhíu mày những lời này hoàn toàn nghe không giống như lời bác sĩ nói mà giống như những kẻ lừa gạt bên lề đường hơn nữa sinh tử đã định sẵn đường tuấn cũng chỉ là một phàm nhân dù có y thuật giỏi đến đâu làm sao có thể kết luận được sinh tử của một người ngược lại vẻ mặt mẹ hàn bảo long lại thản nhiên như thể bà đã biết mọi chuyện vẻ mặt có chút đau thương bà nói với đường tuấn thần y lần này cảm ơn ngài đã cứu tôi nhà họ hàn tôi không có gì báo đáp vốn không nên có yêu cầu gì nhưng sau khi tôi chết trong nhà họ hà chỉ còn lại có một mình con trai tôi lẻ lo hiu quạch ngài có thể cho nó đi theo bên người ngài không tôi đây chết cũng có thể yên tâm mà nhắm mắt nói xong bà lão muốn khom lưng quỳ xuống hàn bảo long thật thế cậu ta muốn giữ chặt mẹ mình nhưng đường tuấn tốc độ còn nhanh hơn cậu ta dẫn đầu đỡ bà lão đường tuấn liếc nhìn hàn bảo long anh thực sự không thể từ chối yêu cầu của bà lão đành phải nói tôi hứa với bà là được cảm ơn bà lão cảm ơn lần nữa đường tuấn cầm lấy ba lô từ trong túi móc ra một sấp tiền ít nhất cũng phải mấy chục triệu đưa cho hàn bảo long vốn là hàn bảo long không muốn nhận nhưng sau khi nhìn mẹ già của mình cuối cùng cậu ta vẫn nhận lấy để chữa bệnh cho mẹ gia cảnh vốn đã nghèo rất mồng tơi, lần này ngay cả vé máy bay còn được tài trợ. Mẹ cậu ta đã chịu khổ trong suốt cuộc đời của mình, nhưng ít ra khi chết bà không thể nghèo kiết hủ lậu. Đường Tuấn không nói lời nào, nhưng Hàn Bảo Long lại càng cảm kích hơn. Các tiếp viên hàng không đi theo Trần Lệ Lệ sáng cả hai mắt, tùy tiện cho đi mấy chục triệu, có vẻ như tên này thực sự là thổ hào. Lúc này, họ không khỏi ghen tị khi nhìn Trần Lệ Lệ, đã thực sự gặp được người đàn ông tốt. Trần Lệ Lệ tuy trong lòng cũng sừng sốt không kém, nhưng lúc này thưởng thức ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp, không khỏi hơi ngẩng cao đầu, giống như một con thiên Nga trắng đầy kiêu hãnh. Tên tôi là Đường Tuấn, đây là thông tin liên lạc của tôi. Khi mọi việc kết thúc, nếu cậu nguyện ý theo tôi, thì tới tìm tôi. Đường Tuấn nói với Hàn Bảo Long số điện thoại di động và thông tin liên lạc của mình. Hàn Bảo Long khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Sau khi Đường Tuấn rời đi, đám người vây xem cũng trở về chỗ ngồi của mình. chương 893 có nhiều võ giả như vậy. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, không có ý tứ trả lời. Nhưng mà, Trần Lệ Lệ đột nhiên cúi người xuống, thở hơi như lan bên tai Đường Tuấn, thì thào nói, nếu Đường Tiên Sinh thấy hành trình nhàm chán, anh có thể đến gặp tôi. Trên máy bay, chính là một phen tình thú khác. dáng người cô ta vốn đầy đặn, nhưng khi cúi lưng xuống, lại tạo ra một đường cong rung động lòng người, khiến nhiều người đàn ông trong khoang phải ứa nước miếng người đang ngồi cách đó không xa trần hồng minh thấy thế hai mắt giống như muốn phun ra lửa hận không thể ngay lập tức đẩy trần lệ lệ hung hăng trà đạp ngay cả khi đường tuấn là một cao thủ thần hải cảnh thì da của anh si với sắt thép còn muốn cứng hơn nhưng đối mặt với loại ám chỉ trần trụi này khuôn mặt già của anh đều đỏ bừng đối với trần lệ lệ mạnh dạn cởi mở anh xem như một lần nữa thấy được trần lệ lệ thấy thế cười khúc khích che miệng cười duyên mà đi. Không có gì khác xảy ra trong hành trình tiếp theo, sau hơn 3 giờ bay, máy bay cuối cùng đã hạ cánh an toàn. Mẹ con Hàn Bảo Long là người bản xứ Hà Nam, sau khi tạm biệt bên đường Tuấn, họ liền rời đi trước. Tuy nhiên, hành động của Trần Lệ Lệ hơi nằm ngoài dự đoán của đường Tuấn, người phụ nữ này cũng đã xuống máy bay. Tôi xin nghỉ ở công ty, muốn giải sầu. Trần Lệ Lệ nhìn đường Nhiêu bằng ánh mắt ái muội đưa ra lời giải thích một đôi mắt hồ ly như muốn câu vào người đường tuấn bộ dạng giống như không thể chờ đợi để nuốt chừng anh đường tuấn đột nhiên cảm thấy đầu có chút lớn người phụ nữ này đã tự mình nói rõ anh đường đường là cao thủ thần hải cảnh muốn thoát khỏi cô ta quả thực rất đơn giản nhưng nghĩ thân là đạo thể mà lại bị nữ nhân bước cho chạy trốn quả thật không thể nào nói nổi hai mắt trần lệ lệ lưu chuyển nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của đường tuấn trong mắt hiện lên vẻ mất mát nhưng khóe miệng lại nở nụ cười không biết Đường tiên sinh sẽ nghỉ ngơi ở Hà Nam bao lâu. Đường Tuấn suy tư một chút, mới nói ít nhất nửa tháng. Lập tức ánh mắt Trần Lệ Lệ sáng lên, vẻ mặt vui mừng, nói, vậy thì chắc là tôi sẽ có cơ hội gặp lại Đường tiên sinh. Tiếp theo, tôi sẽ ở lại Hà Nam một thời gian và gặp một vài người bạn. Nếu Đường tiên sinh thấy mình nhàm chán, muốn có người đi cùng nói, thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, cô ta còn chủ động đưa ra một danh thiếp của mình. Đường Tuấn thấy Trần Lệ Lệ cũng không có ý định quấn lấy anh, dứt khoát nhận danh thiếp. Trần Lệ Lệ rất nhanh liền rời đi, cô ta là một người phụ nữ thông minh, biết dùng phương pháp gì với bất kỳ người đàn ông nào. Về phần Trần Hồng Minh, Đường Tuấn từ đầu đến cuối đều không để anh ta trong lòng, cho nên sẽ không quan tâm đến anh ta. Kế tiếp, đi trước từ ra đi, Đường Nghiêu duỗi thân hạ thân khu, hướng sân bay ngoại đi đến. Tiếp theo, đến nhà họ Từ trước Đường Tuấn rũi người bước ra ngoài sân bay. chương 894 chẳng lẽ anh bị nhận ra rồi. Cũng chỉ có một gia tộc như nhà họ từ ở Hà Nam mới đủ tư cách tổ chức đại hội võ đạo. Bằng không, việc võ giả tiến vào Hà Nam nhiều như vậy cũng đủ khiến người ta phải cảnh giác, thậm chí còn làm cho phía chính phủ điều động nghịch lân. Nghĩ như vậy, trong đầu đường Tuấn hiện ra một ít tư liệu nhà họ từ ở Hà Nam. Nhà họ từ ở Hà Nam là một thế gia truyền thừa võ đạo mấy trăm năm. Tổ tiên vốn là bọn cướp đường, bởi vì đạt được một quyển sách quý võ đạo nên bắt đầu luyện võ. Trải qua hơn trăm năm phát triển và thịnh suy, đặc biệt là trong thời đại nước Việt Nam dung chuyển, loạn trong giặc ngoài cả trăm năm trước, tổ tiên nhà họ từ thậm chí cùng quân đội chiến đấu, lập nên những chiến công vang dội. Vì thế mà địa vị nhà họ từ dần dần lộ rõ, không chỉ trong giới võ đạo mà cả doanh nhân Việt Nam cũng tiếng tăm lừng lẫy, đó là gia tộc giàu có tiềm ẩn chân chính. Xét về thực lực, nhà họ từ so với tôn gia đông bắc không hoành tráng, chỉ là nhà họ từ hành sự ít xuất hiện, không thích công khai. Nhưng chỉ cần tin tức người trong giới võ đạo, trên căn bản đều biết lai lịch và thực lực của nhà họ từ. Hiện tại từ vũ là chủ nhân của nhà họ từ, Tu Vi đã đạt tới đỉnh chân khí cảnh, chỉ kém một bước có thể thăng cấp thần hải. Lúc trước Phạm Nam Thiên được công nhận là tông sự đệ nhất, mà từ Hải Đông theo sát sau đó vững vàng đứng vào top 3 hoa hạ tông sư. Mà cha từ Hải Đông, từ trường Thiên chủ nhân một đời nhà họ Từ nghe nói đã là cao thủ thần hải cảnh, chỉ là tin tức này không có được xác thực chắc chắn. Ồ, Đường Tuấn ngồi ở trong xe taxi, xe vừa lái đi ra ngoài không xa, anh lập tức cảm giác được có hai đạo khí tức đi theo sau mình. Một trong hai số họ là chân khí cảnh tông sư mà anh cảm nhận được ở sân bay. Chẳng lẽ anh bị nhận ra rồi? Đôi mắt Đường Tuấn híp lại, trong lòng nghĩ. Nhưng ý nghĩ này ngay lập tức bị xua tan hiện tại khí tức anh mịt mờ ẩn sâu, đừng nói một vị chân khí cảnh tông sư, coi như là cao thủ thần hải cảnh có thể không phân biệt được sức lực khí tức của anh. Tuy rằng danh tiếng đạo thể rất nổi tiếng, nhưng thiên tài trong giới võ đạo xuất hiện lấp lấp, trong ba tháng này lại có rất nhiều thiên tài như Hoa Tiểu Nam đã nổi lên. Chuyện của anh ở chùa Bái Đính đã bị phong bế, chỉ sợ phần lớn đều quên mất anh, hoặc là cho rằng anh đã chết dưới vết thương của Dao Găm Huyền Vũ. đương nhiên. Đường Tuấn sẽ không tự kỷ cho rằng trái đất chỉ xoay quanh mình. Thế giới đã thay đổi rất nhiều, thời đại vĩ đại sắp xảy ra. Đường Tuấn cảm khái sâu sắc. Chợt, anh yêu cầu tài xế dừng xe ở ngã tư phía trước. Ở đây có ít người hơn và nếu thực sự có động thủ, không cần phải lo lắng về việc gây ra quá nhiều náo động. Ngay sau khi tài xế rời đi, một chiếc Volkswagen màu đen dừng cách đường Tuấn không xa. Người bên kia dường như biết đường Tuấn đã phát hiện ra sự theo dõi của họ, không có ý định tiếp tục lẩn trốn. Hai người đàn ông một già một trẻ bước xuống xe. Ông lão khoảng 50 tuổi, mặc bộ đồ đường, thần sắc tốt, hai mắt sáng ngời. Người thanh niên khoảng 27, cao lớn, vẻ mặt kiêu ngạo, trình độ tu vi của hắn đã đến mức có thể luyện hóa kim khí, đợi một thời gian lại trở thành cao thủ tông sư. Các người là ai, đi theo tôi làm cái gì? Sau khi hai người đến gần, đường Tuấn trầm giọng hỏi. Ông lão cúi đầu chào Đường Tuấn và nói, ngài quả nhiên là một cao thủ võ đạo. Lão phu Tần dụ đây là đệ tử của tôi Khuông Ý Thiên. Chúng tôi là người phụ trách nghịch lân ở thành phố Hà Nam, chúng tôi có không có ý định xúc phạm đến ngài. Chương 895 rất có thể là tông sư cấp bậc cao thủ. Tần Du ánh mắt lóe lên, nếu ông không tu luyện luyện công pháp tương đối đặc thù, ở sân bay ông cảm nhận được khí thức của Đường Tuấn thì không ông cũng không phát hiện ra Đường Tuấn. Do đó Ông mới đi theo đuôi, nhưng ông không đoán ra được thực lực của Đường Tuấn, nên nói chuyện rất khách khí. Ồ, nếu tôi làm vậy, nghịch lân dự định làm ra xử phạt gì với tôi? Đường Tuấn hỏi đùa. Hừ, trước khi Tần Du lên tiếng, khuôn ý hành ở một bên đã lộ ra vẻ mặt không tốt xen vào, nghịch lân tôi hành sự như thế nào, không đến lượt anh chỉ bảo. Anh chỉ cần nhớ, nếu anh dám náo loạn ở Hà Nam, nghịch lân tôi sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ý hành, Tần Du trầm giọng nói, ngăn trở khuôn ý hành tiếp tục nói tiếp. Ông nhìn Đường Tuấn, một người chân khí có chút hơi cố đáng, phòng bị Đường Tuấn tức giận động thủ. Đường Tuấn lại cười như không cười mà nhìn hắn, không có ý động thủ, xua tay nói: đã biết. Chỉ cần không ai chọc tôi mà nói, tôi sẽ không động thủ. Anh cũng biết ở trước mặt người thường bày ra khả năng phi phạm sẽ khiến cho bao nhiêu xã hội khủng hoảng. Cảm ơn ngài hợp tác, chúng ta đây không quấy rầy nữa lúc này tần du mới lộ ra vẻ nhẹ nhàng cười nói nói xong tần du đưa khuôn ý hành rời đi bên trong volkswagen khuôn ý hành đang lái xe tần du ngồi ở ghế sau sư phụ chỉ là một võ giả bình thường căn bản không đáng chúng ta để ý tới khuôn ý hành bĩu môi vẻ mặt khinh thường nói tần du lắc đầu nói hắn cũng không phải bình thường rất có thể là tông sư cấp bậc cao thủ giọng ông có chút không chắc chắn tuy rằng ông có thể cảm giác được đường tuấn có chút phi thường nhưng đối với thực lực của đường tuấn cũng không rõ chỉ có thể đại khái đánh giá khuôn ý hành khinh miệt cười nói sư phụ người không khỏi chuyện bé xé ra to tông sư cấp bậc cao thủ lại không phải cải trắng sao có thể tùy ý gặp phải đâu tần du cũng cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đột nhiên hỏi nói thanh minh tàng kiếm bọn họ khi nào đến khi khuôn ý hành nghe được hai chữ thanh minh một màu cực nóng lóe lên trong mắt anh ta. Anh ta xuất thân nghịch lân, anh ta đã tự nhiên nhìn thấy thiên tri kiều nữ của nghịch lân. Hẳn cũng là hai ngày này đi. Khuôn ý hành đè nén khỉ nghiệm trong lòng, suy nghĩ một lát sau, mang theo chút oán khí nói, con thật sự không hiểu được giới võ đạo vì cái gì mà muốn tổ chức đại hội võ đạo, làm nghịch lân chúng ta cũng đi theo chịu tội. Hiện tại cũng không phải thời cổ đại, chẳng lẽ còn có thể tuyển ra cái gì võ lâm minh chủ hay sao? nhóm người này thật là không có việc gì nên mới tìm việc làm. Sắc mặt Tần Du trầm xuống, nói con không hiểu. Đây là truyền thống tiền bối lưu lại. Đại hội võ đạo tuy rằng sẽ không tuyển ra võ lâm minh chủ, nhưng lại có thể xúc tiến võ đạo giao lưu cùng phát triển. Audio điện tử võ tấn bền chương 896, cậu không sao chứ? Cùng đám người thanh minh, chỉ cần không có phát sinh chuyện võ giả thần hải cảnh động thủ, đại hội võ đạo sẽ không ảnh hưởng đến Hà Nam. Tần Du không muốn nói đến chủ đề này, thản nhiên nói. Khuông ý hành thâm chấp nhận, nói, võ giả thần hải cảnh như bầu trời thần long, thấy đầu không thấy đuôi, ở đâu muốn gặp có thể gặp. Theo con thì nói, chỉ là một đại hội võ đạo mà thôi, căn bản không cần thanh minh bọn họ ra mặt. Có sư phụ và con ra mặt là được, chẳng lẽ bọn họ dám động thủ đối với người nghịch lân ta sao? Tần Du khẽ thở dài, suốt cuộc, đệ tử của ông cũng không biết thực lực võ đạo chân chính đáng sợ đến mức nào. Nói trắng ra, nghịch lân cũng chỉ là một môn phái tổ chức, nhưng lại có bối cảnh mạnh nhất cả nước. Nếu thật sự khơi dậy sự tức giận của giới võ đạo, nghịch lân chỉ có thể bị ảm đạm giải tán. Đường Tuấn nhìn thầy cho Tần Du và Khuông Ý Hành rời đi, chuẩn bị bắt taxi một lần nữa để đến biệt viện nơi chiêu đãi các võ giả của nhà họ từ. Lúc này, một giọng nói kinh ngạc và không xác định vang lên từ con hẻm bên cạnh đường Tuấn đường tuấn quay đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ chỉ thấy một thanh niên đang kinh ngạc nhìn mình đường tuấn nhìn gương mặt quen thuộc này không khỏi nở nụ cười chàng trai trẻ đó là ngô hoàng phi người bạn đồng hành mà anh đã gặp khi cùng đoàn đến thung lũng đầm lầy trước đây ngô hoàng phi khác với trần lệ lệ anh chàng này tuy nói nhiều nhưng rất chính trực đường đường tuấn thật sự là anh vẻ mặt kinh ngạc của ngô hoàng phi ngày càng đậm bước nhanh đến bên cạnh đường tuấn đường tuấn nhíu mày, bởi vì trạng thái lúc này của ngô hoàng phi không tốt lắm. Khuôn mặt góc cạnh có chi chít vết thương xanh tím, khóe miệng còn có vết máu, trên người trên quần áo còn có dấu chân. Nhìn sơ qua là biết vừa bị người đánh. Cậu không sao chứ, đường tuấn hỏi. Ngô hoàng phi xứ người một lúc, sau đó lấy mở u bàn tay lau vết máu trên khóe miệng, vỗ vỗ dấu chân trên quần áo, thẳng thắn cười nói. Không có sao, thật sự là anh ta có gặp chút phiền toái nhưng sau khi nhìn thấy võ lực của đường tuấn gần như bất khả chiến bại ở đầm lầy cốc anh ta không dám tùy ý nói chuyện như lần đầu gặp mặt mặc dù vậy đường tuấn vẫn cảm thấy trong mắt ngô hoàng phi lóe lên tia buồn bực cùng tức giận đường tuấn hiết tính cách ngô hoàng phi cũng không hề hỏi nhiều hai người trò chuyện vài câu sau đó đường tuấn mới biết nhà ngô hoàng phi ở gần đây đường tuấn lần này anh đến hà nam làm gì vậy chẳng lẽ lại có dược liệu quý giá sinh ra sao Ngô Hoàng phi hỏi, ở đầm lầy cốc, anh ta vẫn nhớ nhiều thế lực đã chiến đấu vì một gốc cây dược liệu, ký ức anh ta vẫn còn mới mẻ. Đường Tuấn không nhịn được cười, thiên tài và bảo bối sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy. Tôi đến Hà Nam lần này là để tham gia tụ hội. Tụ hội, chẳng lẽ là cuộc tụ hội bí ẩn trong đại viên nhà họ từ 10 ngày sau? Vẻ mặt của Ngô Hoàng phi hơi thay đổi. Đúng vậy. Đường Tuấn không khỏi liếc nhìn Ngô Hoàng phi không ngờ tên này lại biết chuyện đại hội võ đạo. chương 897, sẽ quấy dày đến mọi người không? Ngô Hoàng Phi trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên, theo những gì được biết, nhà họ từ đã tốn rất nhiều tâm sức và tiền bạc cho lần tụ họp này. Một số nhân vật cao quý được nhà họ từ mời đến vào ở nhà họ từ từ sớm, đường Tuấn vốn còn không có chỗ ở, hiển nhiên không phải là đại nhân vật khiến nhà họ từ coi trọng. Đương nhiên, Ngô Hoàng Phi sẽ không nói những lời này, vì sợ làm tổn thương mặt mũi đường tuấn ngô hoàng phi lại không biết nếu người nhà họ từ biết đường tuấn đang tới với uy thế và sức mạnh của đạo thể e rằng ngay cả chủ nhà từ hải đông đích thân ra đón phục vụ như một khách quý anh ta nói thế này không thì anh sống ở nhà của tôi trước đi nhà tôi có một phòng trống sẽ quấy dày đến mọi người không đường tuấn nói ngô hoàng phi lập tức vẻ mặt sợ hãi vội vàng xua tay nói sẽ không sẽ không đường tuấn lúc này mới đồng ý lúc này ngô hoàng phi mới nở nụ cười vươn tay vỗ vỗ vai đường tuấn như trước nhưng đột nhiên nhớ tới thân phận của đường tuấn bàn tay cứng đở trên không trung đường tuấn khẽ cười một tiếng chủ động vươn tay vỗ vai ngô hoàng phi nói cứ coi như tôi là người bình thường đi ngô hoàng phi cười mỉa vài tiếng lúc này mới dẫn đường tuấn về nhà sau khi băng qua hai con phố đường tuấn đến nhà của ngô hoàng phi cha mẹ Ngô Hoàng Phi giống như anh ta, đều vô cùng nhiệt tình hiếu khách. Khi Ngô Hoàng Phi nói Đường Tuấn là bạn của anh ta, hơn nữa ở đầm lầy cốc còn cứu anh ta, sắc mặt cha mẹ của Ngô Hoàng Phi càng thêm vui mừng. Điều khiến Đường Tuấn ngạc nhiên là cha mẹ của Ngô Hoàng Phi chỉ hỏi ngắn gọn về vết thương của Ngô Hoàng Phi, không hỏi thêm gì nữa, như thể họ đã biết chuyện này từ lâu. Sau khi dùng bữa tối tại nhà họ Ngô, Đường Tuấn chào Ngô Hoàng Phi và cha mẹ anh ta, rồi bước vào phòng dành cho khách. Anh có thể cảm giác được Ngô Hoàng phi và cha mẹ anh ta rõ ràng có chuyện muốn nói, đương nhiên anh sẽ không ở đây gây trở ngại người khác. Trong phòng khách, Ngô Hoàng phi đang ngồi cùng cha mẹ, sắc mặt của cả ba người đều có chút khó coi. Người nhà họ Cung và nhà họ Từ thật quá đáng. Mẹ Ngô vuốt vết thương trên mặt Ngô Hoàng phi, tức giận nói, nhà họ Cung đã đính hôn với nhà chúng ta, lại đột nhiên lại chuyển ý cùng Từ Dương kết hôn. Từ Dương là họ hàng xa nhà họ Từ. Nhà họ cung muốn tiếp tục mối quan hệ này, chúng ta cũng không nói nhiều gì. Nhưng lại vì chuyện này, sai người sa thải lão Ngô, còn sai người đánh đập con trai tôi. Nếu còn tiếp tục, ai biết chó điên Từ Dương kia sẽ làm ra chuyện gì nữa. Chẳng lẽ chúng ta một mực không lên tiếng sao? Cha Ngô thở dài, nói, "Người ở dưới mái hiên. Toàn bộ Hà Nam 70% sản nghiệp đều có quan hệ với nhà họ Từ, trừ khi chúng ta rời khỏi Hà Nam, nếu không khẳng định sẽ không thoát khỏi nhà họ Từ." bà cũng ít nói hai câu đi, dù sao Từ Dương cũng là người nhà họ Từ, nghe nói hắn là anh họ Từ Nhật, con trai út nhà họ Từ. Nhịn một chút cũng qua đi, nếu thật sự chọc giận Từ Dương, tên kia chuyện gì cũng dám làm. Chương 898, mày tìm chết. Từ Dương khinh thường nhìn ông, nói quá mức thế nào. Tôi cướp người phụ nữ của con trai ông, đuổi ông ra khỏi công ty, còn cho người ta đánh con ông. Ông có thể làm gì với tôi? ông chỉ là một con chó nhà họ từ tôi hiện tại còn không bằng một con chó con trai ông cũng đáng bị tôi cướp người đẹp cũng không tự mình đái dầm khóc lóc om sòm hắn khiêu khích nói với ngô hoàng phi nghe nói mày luyện karate rất giỏi và có tham gia thi đấu bây giờ mày ngay chỗ này mày còn dám đánh với tao không ngô hoàng phi nắm chặt tay anh ta thật sự không dám động thủ từ dương dù gì cũng là người nhà họ từ căn bản bọn họ không thể đối đầu được từ dương thấy thế lập tức bật cười tư thế vô cùng kiêu ngạo một bên cung nhạc nhạc nhíu mày âm thầm lắc đầu cũng may là cô không đi theo ngô hoàng phi nếu không lúc này người chịu nhục chính là cô phế vật từ dương nói xuống một câu cười lạnh xoay người rời đi đứng lại một giọng nói vang lên sau lưng từ dương từ dương dừng lại xoay người nhìn đường tuấn nói mày nói cái gì ngô hoàng phi và cha mẹ anh ta đột nhiên nhìn đường tuấn tự hỏi anh muốn làm gì. Đường Tuấn nói, Hoàng Phi, đánh hắn. Xảy ra chuyện, tôi chịu trách nhiệm. Khi giọng nói đó rơi xuống, không chỉ bàn của bọn họ, mà hầu hết cả phòng ăn đột nhiên im lặng. Hầu hết những người có mặt đều biết thân phận của Từ Dương, cho nên vừa rồi Từ Dương kiêu ngạo như vậy cũng không ai dám nói gì. Nhưng bây giờ Đường Tuấn thực sự yêu cầu Ngô Hoàng Phi đánh Từ Dương, còn nói xảy ra chuyện anh sẽ chịu trách nhiệm. Thật là điên rồ, ở Hà Nam chỉ có con trai của Từ Hải Đông mới dám nói những lời như vậy. Xét cho cùng, đứng sau Từ Dương là gia tộc nhà họ Từ Cách Sù ở Hà Nam. Toàn bộ Hà Nam ai dám đắc tội nhà họ Từ? Ha ha, Từ Dương nhìn Ngô Hoàng Phi, vẻ mặt diếu cợt nói, xem ra nhà họ Ngô của mày thật sự không muốn ở lại Hà Nam nữa. Cha Ngô và mẹ Ngô Hoàng sợ nhìn Đường Tuấn. Từ Dương dù sao cũng là hắn đuối lý trước, cũng không dám cùng bọn họ đi quá xa nhưng bây giờ bọn họ trở nên bị động vì câu nói của Đường Tuấn, cho Từ Dương một lý do để hành động. Này tiểu đường quá xúc động, làm sao dám nói như vậy? Cha ngô thầm nghĩ trong lòng. Mẹ ngô nhìn ngô Hoàng Phi, dường như trách cứ anh ta tại sao lại giao lưu với bạn như này, không phải là muốn hại nhà họ ngô bọn họ sao? Nhưng ngô Hoàng Phi chỉ hơi ngạc nhiên. Sau cùng, anh ta đã tận mắt chứng kiến đường Tuấn một trưởng giết hư tĩnh văn. Xét về địa vị và thân thế, Hư tính văn dù không bằng từ ngũ lâu, con trai của từ Hải Đông nhưng cũng không kém xa. Từ Dương chẳng qua chỉ là bà con xa của nhà họ từ, đương nhiên sẽ không đáng để đường Tuấn đặt vào mắt. chương 899, tên này đúng là điên rồi. Từ Dương tiến lên một bước, mang vẻ uy nghiêm của vị lãnh đạo xông thẳng về phía anh, giọng điệu ra lệnh nói. Kết! Đường Tuấn đẩy ghế sang một bên, đứng dậy và nói ha ha ngay cả từ Hải Đông cũng không dám nói chuyện với tôi như thế này. Long trời lở đất, lần này khán giả thật là chết lặng rồi. Ánh mắt mọi người nhìn đường Tuấn như nhìn người chết. Từ Hải Đông là người nào? Hiện tại là chủ nhân nhà họ từ, người cầm quyền chân chính sản nghiệp đông đảo nhà họ từ, với khối tài sản mấy trăm trăm tỷ. Càng nghe nhiều tin đồn, từ Hải Đông tu tập võ đạo, khả năng quỷ thần khó lường. Đối với những người ở đây mà nói, từ hải đông chính là đại nhân vật chân chính, rất đáng để khoe nếu có thể gặp. Nhưng lúc này, ở trong miệng đường Tuấn, từ hải đông lại không đáng giá nhắc tới. Tên này đúng là điên rồi. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu mọi người, nếu không phải điên, làm sao dám nói những điều mê sảng như vậy. Được rồi, vì mày đang tự tìm đến cái chết, thì không trách được tao. Từ dương trầm giọng hét lên, xa hổ, đánh gãy tay chân của nó, ném nó vào cửa nhà hàng làm người Hà Nam biết nhà họ từ không thể trêu chọc. Về phần nhà họ Ngô, hãy thông báo tình hình tài chính của công ty và để họ kiểm tra những dự án mà Ngô Thanh đã thực hiện trong quá khứ. Tôi rất nghi ngờ rằng ông ta đã sử dụng quyền lực để trục lợi, tham ô công quý. Hai mệnh lệnh liên tiếp được phát ra từ miệng từ dương, muốn dùng điệu bộ sấm rền gió cuốn, chèn ép đường Tuấn và nhà họ Ngô để không bao giờ đứng dậy được. Mọi người lại một lần nữa thấy được sự tàn nhẫn quả quyết của Từ Dương sắc mặt ngô thanh xanh mét tới cực điểm, từ dương rõ ràng muốn làm ông. Lấy năng lực và thủ đoạn của từ dương, cho dù ông không có tham ô, cuối cùng ông cũng sẽ bị buộc tội với nhiều tội danh khác. Điều khiến ông kinh ngạc hơn nữa là khi từ dương nói những lời này, một người đàn ông cao lớn, giống như cột điện bằng sắc từ cửa bước vào, hai ba bước đi tới trước từ dương. Anh ta cao gần 2 mét, lúc này là thời điểm lạnh nhất trong năm, nhưng anh ta vẫn mặc một chiếc áo vest mỏng, hơi thở đáng sợ tỏa ra từ người anh ta phế nó đi, từ dương chỉ vào đường Tuấn, nhàn nhạt mà nói một câu. chương 900, cao thủ tông sư. Sau đó, hắn ôm cung nhạc nhạc bước vào bên trong nhà hàng, bộ dáng không hề lo lắng. Người cường tráng giống như cột điện này là vệ sĩ của hắn, Sa Hổ, một võ giả ở nội lực giai đoạn cuối, người thường giải quyết một số vấn đề nhỏ nhặt rắc rối bí mật cho hắn. Dùng võ giả nội lực giai đoạn cuối đối phó người thường, tuy rằng có chút bắt nạt người, nhưng Từ Dương vẫn cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc dựa trên đau khổ của người khác nghĩ đến đây từ dương trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ một âm thanh trầm thấp vang lên từ phía sau hắn sau đó một bóng người bay qua hắn và đập vào vách tường người nọ không phải đường tuấn mà là xa hổ giọng đường tuấn vang lên sau lưng hắn hoàng phi đánh hắn từ dương dại ra đứng tại chỗ hắn nhìn xa hổ sụi lơ trên mặt đất bộ dáng dùng hết sức mới miễn cưỡng đứng lên, trong lòng gợn lên sóng dữ. Sa hổ là võ giả nội lực giai đoạn cuối, đánh hai ba mươi người cường mạnh cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại lại bị đường tuấn một chiêu đánh lui, điều này chẳng phải nói rằng đối phương cũng là võ giả. Sa hổ lau vết máu trên khóe miệng, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn đường tuấn, run giọng nói cao thủ tông sư. Có thể một chiêu đánh bại hắn, không phải cao thủ tông sư thì là cái gì? Đương nhiên, anh ta không thể nghĩ rằng Đường Tuấn không phải cao thủ tông sư, mà là tông sư trên thần hải cảnh. Đường Tuấn không có thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cảnh tượng này khiến Từ Dương hơi run lên. Hắn xuất thân từ nhà họ Từ, tuy địa vị không cao, nhưng cũng biết cao thủ tông sư đại biểu cho cái gì. Mọi người đều là nền tảng của thế gia võ đạo, là tầng lớp tinh hoa. Ngay cả trong gia tộc võ đạo như nhà họ Từ, cao thủ tông sư cũng rất hiếm, mỗi địa vị đều có thân phận rất cao quý những thế hệ đời sau như Từ Dương còn lâu mới có thể so sánh được. Ngược lại, cung nhạc nhạc và cha Ngô, mẹ của Ngô cùng với một nhóm người xem không biết tại sao. Vừa rồi Từ Dương trông có vẻ kiêu ngạo và độc đoán, nhưng bây giờ đột nhiên im bặt, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 900